Thích Minh Châu dịch Việt, kinh Tất Cả Lậu Hoặc. Xà Bà Quá Sutta sẽ do Thượng Tọa Tề Quyền giảng giải. Mở đầu chương xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo, và chúng con thành kính cung thỉnh Thượng Tọa minh hạnh đọc kinh lễ bái Tam Bảo và Nam Mô Bố Thầy Giả. Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thệ thế gian giải. Vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp cho Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, ký lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật Bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp Bảo, nguyện cầu quý Đức Tam Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất thường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thái điều mau tan biến. Nguyện muốn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ sợ hãi, người sầu hết sầu, bi biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh trú trong thiền. Chư thiên đã văn tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, khinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì quý đức một phúc lành phát sanh. Dạ Nam Mô Bố Thầy Giá, dạ chúng con thành kính tri ân sư minh hạnh. Dạ con thành kính tri ân quý đạo tràng đã cho con biết tín hiệu. Dạ hôm nay giáo trình trường bộ, giáo trình trung bộ kinh. Mathima Nikaya, Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch Việt. Dạ tình kinh Tất Cả Lậu Hoặc, Xà Bà Xá Quá Sutta sẽ do Thượng Tọa Tề Quyền giảng giải, và con thành kính cung thỉnh Ngài Tề Siêu dẫn nhập bài học hôm nay. Dạ Nam Mô Bố Thầy Giá. Đại Bồ Tát Thầy Già, kính bạch chư, kính đại lễ Đức Phật, kính đại lễ giáo pháp, kính đại lễ chư thiên văn đệ tử Phật, kính chào tất cả quý đồng Phật tử. Hôm nay chúng ta học đến bài kinh số 2 của Trung Bộ Kinh, bài kinh Tất Cả Các Lậu Hoặc. Bài kinh này Đức Phật đã thuyết về 7 cái phương pháp đoạn trừ lậu hoặc. Bài kinh được soạn theo cách vấn đáp, từ cái tiếp tục các cái câu hỏi của bài trước, thì kể như từ hồ số 15 cho đến 19 chỉ mới 5 câu, mới 5 câu hỏi. Vì thượng tọa Lục Đẳng đang
trên máy bay, chắc có lẽ là đang trên đường về từ Thụy Sĩ. Nên Thượng Tọa chỉ có soạn và gửi cho 5 câu hỏi thôi. Bây giờ thì 5 câu hỏi này có tính cách là giới thiệu về cái bài kinh Nhất Thiết Lậu Hoặc. Tại sao gọi là kinh Tất Cả Lậu Hoặc? Chữ nhất thiết hồi xưa thì dịch là nhất thiết, bây giờ gọi là tất cả, tất cả lậu hoặc. Tại sao gọi là như vậy? Thứ hai đó, đại ý về kinh Tất Cả Lậu Hoặc là gì? Câu số 3, chữ lậu hoặc Asawa có nghĩa là gì? Khác thế nào với chữ phiền não Kilesa? Câu 4, Phật ngôn mà Đức Phật ngài dạy là ta giảng cho người thấy người biết chứ không phải cho người không thấy không biết, hàm nghĩa gì? Và cuối cùng bài học hôm nay là thuật ngữ như lý khéo tắc ý nghĩa là gì? Đi kèm theo đó là những cái câu lời. Thì hôm nay Thượng Tọa Tự Quyền giảng giải và Thượng Tọa Pháp Tân sẽ là người phụ đạo cho bài học này. Thì ở đây đó, tùy theo Thượng Tọa Tự Quyền với Thượng Tọa Tân sắp đặt xem coi hai vị mình chia sẻ với nhau mình sắp xếp như thế nào, mình cơ động như thế nào để mà giảng giải bài học này thì tùy theo hai vị, cho đến khi chúng ta khoảng chừng 9:30 nếu không có Thượng Tọa giấc đẳng vào room thì chúng tôi sẽ trở lại để chúng tôi chia sẻ hoặc là điều hòa cái câu thảo luận. Và bây giờ thì xin cùng thỉnh xin mời Phật tử MC, mời sư cô, mời cô Từ Mẫn đọc cho chánh kinh của bài học hôm nay, sau đó xin cùng thỉnh Thượng Tọa Tự Quyền và Thượng Tọa Hợp Tất giảng giải Nam Mô Bụt Thầy. Dạ Nam Mô Bụt Thầy, dạ. Dạ chúng con thành kính tri ân. Dạ con kính tri ân đã cho con biết tín hiệu. Sau đây con sẽ đọc bài học. Số 15. Tại sao gọi là Kinh Tất Cả Lậu Hoặc Sabba Sawa Sutta? Sở dĩ gọi là Kinh Tất Cả Lậu Hoặc vì là pháp thoại của Đức Phật có nội dung dạy và 7 phương cách đối trị lậu hoặc. Chữ tất cả nói lên tánh cách toàn diện. 16. Đại ý Kinh Tất Cả Lậu Hoặc là gì? Bài kinh ghi lại lời Đức Phật hướng dẫn 7 cách áp chế phiền não, ô nhiễm trong tâm. Không phải tất cả lậu hoặc đều giống nhau, mỗi bệnh có cách trị liệu riêng. Có lậu hoặc phải do tri kiến đoạn trừ, có lậu phải do phòng hộ đoạn trừ, có lậu phải do thọ dụng đoạn trừ, có lậu phải do kham nhẫn đoạn trừ, có lậu phải do tránh né đoạn trừ,
có lậu phải diệt tận đoạn trừ, có lậu phải do tu tập đoạn trừ. Số 17, lậu hoặc à xa quá nghĩa là gì? Lậu hoặc khác nghĩa thế nào với chữ phiền não? Kilesa, lậu hoặc thuộc phiền não nhưng không phải tất cả phiền não đều là lậu hoặc. Chữ lậu hoặc có nghĩa là những ô nhiễm mang tính lây lan dẫn tới trầm luân sanh tử, cũng giống như bệnh có thứ truyền nhiễm, có thứ không, có tất cả bốn lậu hoặc. Số 18, câu Phật ngôn ta giảng sự đoạn tận lậu hoặc cho người thấy, người biết chứ không phải cho người không thấy không biết, hàm nghĩa gì? Mở đầu bài kinh Đức Phật nhấn mạnh vai trò như lý tác ý và bất như lý tác ý. Chính do không như lý tác ý nên tất cả lậu hoặc sanh khởi, và trong bảy pháp chế ngự lậu hoặc đều như ý, cứ trên như lý tác ý. Người tu tập cần có sự hiểu biết, hiểu biết chân chánh, hiểu biết cái gì để có lợi có hại, hiểu biết phản ứng thế nào là khôn ngoan. 19. Thuật ngữ như lý tác ý yoniso manasikara nghĩa là gì? Thuật ngữ yoniso manasikara được dịch sang tiếng Việt với nhiều từ dựng như tác ý, khéo tác ý, chánh tư niệm, suy nghĩ với thái độ tích cực. Có thể nói đó là cách suy nghĩ y cứ trên pháp được bậc đại giác giảng dạy. Nhận thức và phản ứng từ góc cạnh tích cực. Đa sống phàm nhân, suy tư và phản ứng khiến sự việc tệ thêm, khiến bản thân phiền khổ và gây thêm khổ lụy cho người khác. Suy nghĩ như vậy gọi là bất như lý tác ý. Và con thành kính cung thỉnh tòa đại quyền từ bi quan hỷ giảng giải bài học hôm nay. Và con kính tri ân quý sư và quý đạo tràng, con xin xuống mất. Nam mô Bụt Thà Dạ. Nam mô Bụt Thà Dạ, Nam mô Tham Dạ, Nam mô Sang Khai Dạ. Giờ thưa đại chúng được nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn cô Nguyễn cùng đại chúng. Dạ, chúng con kính lễ để Đức Phật đến giáo pháp của chúng tăng. Thì đến đây, sư phụ Tỳ Siêu, từ tòa Pháp Đăng, từ tòa Minh Thành, để Đức Phật tính để được liên thông cùng sư tăng đang hiện diện. Các chào đại quý tu nữ cùng sư Phật tử. Dạ, sau vào thời giảng Arahang Samma Samutho Phakawa Putang Phakawantang Abhivade Misoakato Phakawata Thambo Thamang Namasa Misopatipano Phakawato Sawakasangko Sankhang Namami. Chúng đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương Đức Tam Bảo là Phật Bảo và Tăng Bảo, nguyện nhờ huệ lực Tam Bảo hàng nhiều đến chư tôn đức tăng quý tăng nữ cùng chư Phật tử luôn được an lạc trong chánh pháp. Dạ, được cùng quý thầy nhé. Thì kính bạch sư phụ Tỳ Siêu, kính thưa toàn thể chư tăng và cùng toàn thể đại chúng, cái bài học thì trên cái tinh thần cái giảng bài mà thượng tọa Giác Đẳng đã đề ra trong cái cho cái bài kinh Nhất Thiết Lậu Hoặc, cũng như tất cả cái dạng ý của trong cái bài, hình như thì có thể nói rằng chúng ta giảng giải tập trung ở như ở trong cái bài kinh Nhất Thiết Lậu Hoặc, những từ chẳng hạn như là lậu hoặc so với phiền não, hay là có những cái điểm mà nó mang tính tức là chẳng hạn như chúng ta biết thí dụ như là tại sao mà như lý tác ý hoặc không như lý tác ý, hay là giảng để mà thấy, đến để giảng cho người thấy người hiểu. Người biết chứ không phải là người không hiểu, không thể không biết. Thì đó là những vấn đề chư tăng sẽ thảo luận, cho nên báo cho quý vị biết rõ cái tình huống, tức là trên cái tinh thần định nghĩa trong cái bài kinh Nhất Thiết Lậu Hoặc và giảng trên cái vấn đề mà đã được đào mà đã được trình bày ra, thì đó cũng bạch cho sư phụ một cách rõ như vậy, để không, thứ nhất là không phải giải thích nhiều quá nhiều một cách tức là nó không có tập trung và tập trung ở nơi bệnh. Thì con với thượng tọa Pháp Tân đã có cái đào thảo nhau, thì trong cái bài kinh này con sẽ giảng trong 4 đoạn, 7 đoạn, con giảng 4 đoạn, thì 4 đoạn sau thượng tọa Pháp Tân sẽ
ba đoạn sau thì thượng tọa Pháp Thân sẽ đảm trách và sẽ đúc kết thúc cái bài kinh Nhất Thiết Lậu Hoặc. Và những ý nghĩa trong cái bài kinh này thì sẽ được sư Tôn Đức Tăng với ngài sẽ thảo luận. Thì ý của sư phụ như là nói chúng con giảng tới chưa, nếu không có thượng tọa đẳng thì giảng tới 9:30 phải không ạ? Nghe không lầm thì hồi nãy phải như vậy không, cô Lăng Dương Nguyệt hả? Cái thời gian thảo luận của chư tăng á. Thì cái bạch quý ngài, kính thưa toàn thể quý vị, có thể nói Nhất Thiết Lậu Hoặc này thì như chúng ta biết gọi là Sapa Sutta, đây chính là bài kinh gọi là Nhất Thiết Lậu Hoặc á, tức là vì Đức Phật ngài trình bày cái nội dung, cái phương cách đối trị với các cái lậu hoặc hay là những cái đối kháng với nhau để chúng ta diệt trừ, có thể nói lậu hoặc này là chính là một cái pháp mà nó ngâm chìm với tất cả cho chúng sanh ở trong dòng sinh tử luân hồi đau khổ từ kiếp này sang kiếp nọ, và ở trong hiện cuộc phiền não nó hiện khởi trong tâm của tất cả chúng ta. Có những cái tu bằng cách định tuệ thì chúng ta tiến tu trực tiếp, nhưng có những cái việc mà những cái khởi sanh ở trong lòng ta do chúng ta hiểu không đúng, như chân như thật, do chúng ta không có một cái sự suy nghĩ đúng đắn, hiểu đúng đắn, thì mọi chuyện cái phiền não tự chúng ta không có thể giải quyết được. Hay là chúng ta thấy một người đói quá, một người khát quá, thì ngay cả phải cho họ không có đói, không có khát, bình tâm lại, chứ đói quá, khát quá thì cũng chính là cái đau khổ, vân vân. Thì đây chính là việc mà cần thiết. Có những cái chuyện ưu phiền, có những chuyện phiền não bởi một số con người quá kém về sự hiểu biết, quá thấp về cái trình độ, cái khả năng của mình. Cái đầu óc của mình nó không có sáng suốt, đầu óc mình không có một chánh tri, chánh kiến, cho nên chúng ta mới làm nhiều cái điều tội lỗi, hay chúng ta suy nghĩ nó. Và từ cái chỗ mà do không hiểu đúng, không hiểu sai đó, thì chúng ta mới làm các điều tội lỗi. Ví dụ như bây giờ chúng ta tu một cái pháp môn mà chúng ta thấy nó không có một cái kết quả tốt đẹp, thì chúng ta khởi lên nghĩ tại sao mà chúng ta tu không được kết quả tốt đẹp. Bây giờ chúng ta bỏ cái phương pháp này không đúng, thì cái đó phải do cái tri kiến của chúng ta biết, à cái phương pháp này không đúng, nó không thuận thuận tới cái lý nhân quả. Hay chúng ta đã quá là không hiểu biết và nó rơi vào mê tín một cái điều vô si, cho nên chúng ta bỏ nó, chúng ta không có tu tập. Cái phiền não nó khởi sanh lên, những cái hoài nghi, những cái thắc mắc, những cái phức loạn trong lòng ta, bởi do chính cái gì? Chứ chúng ta không hiểu đúng, không suy nghĩ đúng, không hiểu đúng, không thấy đúng bằng cái chánh tri kiến. Thì điều đó cái phiền não nó khởi sanh lên, mà nếu như chánh tri kiến đó nó được dẫn đường thì chắc chắn rằng chúng ta không phải đau khổ. Lậu hoặc đó, phiền não đó sẽ được đoạn trừ. Người tu không phải chỉ có một cái ý nghĩa là mà chúng ta tu, chúng ta làm lành lãnh giới, như vậy là đủ. Rồi chúng ta giúp cho người cũng làm lành lãnh giới là đủ. Mà chúng ta phải hiểu cho họ tại sao cái việc ác, tại sao cái khổ đau của họ đang đeo mang, chính là do vô minh, chính là do nghiệp lực phiền não từ đời trước, và do cái tham ái và vô minh này dẫn dắt nó gây ra nhiều hành động tội lỗi, cho nên bây giờ chúng ta phải đang chịu những cái quả khổ này.
Và như vậy hiểu trên cái nhân quả đó, người hiểu biết trên cái nhân quả bằng cái chánh tri kiến, thì họ biết được do cái quả, do cái nhân đời trước họ tạo ác, đời này họ chịu cái quả khổ đau. Và họ vì cái chỗ đó họ biết khéo, họ không gây tạo cái điều ác nữa, để họ làm các cái việc lành. Vì cái sự hiểu sai do tham ái, do vô minh dẫn dắt mà chúng ta bị sai lệch, chúng ta tu nó sai lệch, nó sai lầm, chúng ta dám bỏ tất cả, chúng ta dám bỏ tất cả mọi cái sự cung kính, cái sự lễ bái, cái sự cúng dường, cái danh vọng tiền bạc, chúng ta dám bỏ tất cả, bởi vì chúng ta biết đây tức là thuộc về cành lá, đây thuộc về một cái giá trị thấp, chứ không phải là cái giá trị đoạn khổ diệt khổ. Và như chúng ta thấy ngày xưa đó, khi Bồ Tát á, ngài tầm cầu nhiều vì thầy danh tiếng đương thời, giỏi đương thời đó, ngài đến ngài học hết, ngài làm đệ tử và học thuộc và có thể ngang và hơn vị thầy mình nữa. Nhưng ngài vẫn biết rằng đây không phải là một cái chân lý, đây không phải là một cái điều mà ngài tầm cầu, nó chưa đúng, nó chưa đạt. Mà chúng ta nhớ khi mà ngài tới Ulara và Kalama đó, ngài ở lại với ta hai vị thầy, rồi đồ chúng này sẽ thuộc về ngươi. Cả đó muốn nói rằng cái danh vọng tột đỉnh và đồ chúng rất nhiều, khi ngài tu chứng, ngài thực hiện và đã thành tựu các cái thiền chứng của ngoại đạo đương thời mà người ta đề đạt, nhưng với cái tinh thần, với có một tri kiến, Đức Phật, Đức Bồ Tát ngài biết đây không phải là một cái con đường chân lý, đây phải con đường đoạt khổ diệt khổ, vẫn còn trong cái giới vứt của sanh tử, bởi vì mới chỉ là các thiền chứng để sanh về các cõi. Chúng ta thấy bao nhiêu đó thôi. Thì kính thưa quý vị, ngài tu tập, ngài rời bỏ, ngài bỏ tất cả cái đó, mà ngài rời bỏ cái đó phải do cái chánh tri kiến của chính ngài, phải có cái sự hiểu đúng, có sự thấy đúng. Chứ sự thật ra nội chỉ quý vị biết chứng đắc được sơ thiền thôi. Ly dục đi ác bất thiện pháp không dễ dàng ly dục đâu, chứ đừng có nói chi mà tầng thiền thứ hai, tầng thiền thứ tư, hay đạt cảnh giới không vô biên, thứ vô biên vô sở phi tưởng phi tưởng xứ, thì cái cảm giác của thiền lạc đó, nếu như con người mà tu tập, con người mà thành tựu được, nó lớn lao vô cùng, nó mạnh mẽ và nó không thể nào có cái lạc nào có thể tả nổi của cái thiền lạc. Mà chúng ta biết rồi, chính Đức Bồ Tát ngài buông bỏ tất cả mà, đi vào rừng để thực hành khổ hạnh, bởi vì nghĩ rằng khổ hạnh này mới là con đường tìm ra chân lý. Và chúng ta thấy ngài tu tập suốt 6 năm cuối cùng cũng bằng một chánh tri kiến đó, ngài thấy rằng không thể nào trong thể xác đau khổ, trong một thể xác gầy mòn bệnh hoạn yếu ớt như thế này mà có thể dẫn hành được, hiểu biết được, thể nhập được một cái quả vị lớn. Thế là Đức Phật ngài, Đức Bồ Tát ngài đi về con đường trung đạo. Thì ở đây chính là cái gì? Do cái tri kiến đúng, cho nên ngài đoạn trừ lậu hoặc. Và từ cái tri kiến đúng này là Đức Phật ngài mới, là Đức Bồ Tát ngài mới thành tựu được cái đạo quả giải thoát, chứng đắc tam minh, cảnh thứ nhất, cảnh thứ hai, cảnh thứ ba, lậu tận minh là chấm dứt. Muốn nói ở đây thì chúng ta thấy chính là do cái gì? Phải có cái tri kiến. Nói trong đời sống bình, không phải là một lý tu tập lớn lao, nhưng muốn không có cái chuyện tranh cãi, hiểu lầm, hiểu nhầm, phải do con người hiểu đúng, chứ phải là một chánh tri kiến lớn, nhưng là một cái lý đúng thôi, thì tự mình suy xét ra cái lý đúng. À, mình đã bị cái lỗi lầm này, thế là
người đầm mình, người ta mới mắng chửi mình, người ta mới đánh đập mình, người ta mới có những sự can qua này. Thì con người phải thật ra nhìn thấy đúng và hành xử đúng, đúng cái lý đó thì cuộc đời bớt đau khổ. Nó không phải như chúng ta, như chúng ta thấy phải đưa đến cái nhiều cái khổ nạn, cái đau khổ ở trong cuộc đời. Đấy chính là một điều mà nếu như chúng ta tu tập á, chúng ta cần phải hiểu cái điều này. Bây giờ đó, tại sao mình đau khổ nhiều? Quỷ mình cầm nắm nhiều. Thì hiểu biết được Phật Pháp, chỉ cần chúng ta ly tham, chúng ta bớt chấp thủ, chúng ta bớt buông bỏ, chúng ta buông bỏ một chút xíu thì đâu có chuyện gì. Đây là một cái lý hết sức là bình thường. Nhưng con người có chấp nhận dùng cái chánh tri kiến để buông bỏ nó hay không? Biết đây là cái gì? Dạ, biết đây là cái phiền não. Đi đường xa mà tại sao chúng ta mang nhiều gánh nặng quá? Đi đường xa mà chúng ta đem theo nhiều đồ quá thì chắc chắn là cái túi của chúng ta nó phải nặng. Cái túi của chúng ta nó phải nặng. Và nếu như cái túi của chúng ta nó nặng thì chúng ta bỏ bớt đồ ra thì chúng ta sẽ được nhẹ nhàng. Trong cuộc đời này cũng vậy. Sống mà nhiều cái lòng tham quá, nhiều cái lòng sân quá, nhiều cái sự chấp thủ quá, chúng ta cũng chết. Mà là một sự ngu nữa, người ta cho rằng cái tánh tôi nó như vậy, thật ra thì tôi cũng chả có ác ý gì, thật ra tôi chả có cái sự tham độc gì, nhưng điều mà cái tánh tôi là sân, là tôi nói, tôi giận là tôi nói như vậy, chứ thật sự ra tôi không có cái chuyện gì. Nhưng thật ra mà nói, khi chúng ta giận người, chúng ta cũng đã chửi mắng người, chúng ta cũng đã nặng lời với người, chúng ta không nói cái lời độc ác, nhưng chúng ta nói cái lời nó cũng phải nói hết sức là cũng đau đớn, cũng tê tái, bằng tay sắt bọc nhung, vân vân. Thì ở đó, cái lời nói như thế, cái hành động như thế thì cũng là quá đáng. Thế cũng là hành động ác, nhưng chúng ta tự nghĩ rằng cái đó nó không có chuyện gì, hay cũng là một niệm sai. Cho nên chúng ta không có nói ác, không có làm ác thì không có. Cũng như có một cái câu kinh Pháp Cú, nó mắng tôi, đánh tôi, cướp giật của tôi, ai ôm ấp thì đau khổ sẽ không bao giờ nguôi, mà không ôm ấp thì đau khổ sẽ tự nguôi. Mà cái không ấm ấp ở đây tức là người ta có một chánh tri kiến, được đoạn trừ lậu hoặc, đoạn trừ cái phiền não này. Người ta biết rằng thôi, một con nhịn chín khâu lành, không cần thiết, không cần thiết. Hay là ngài như ngài ná đó. Ở đây không nói về cái nhẫn nại, nhưng nói hiểu cái lý đúng. Cho tới người ta chửi mình thì ông cũng là có cái chuyện gì đó, mình cũng đã quan kết hờn với người ta như thế nào, người ta mới làm hại mình. Đó chính là tri lý nhân quả. Mà cái biết được cái lý nhân quả đó bằng cái chánh tri kiến đúng. Dạ, chúng ta tu tập cái chánh tri kiến như lý tất ý, mà chúng ta thấy đây là phiền não, đây là đau khổ. Cái đau khổ, cái phiền não này do cái gì? Do chính chúng ta tác tạo, do chính chúng ta. Bây giờ thí dụ như bây giờ chúng ta thấy tại sao tâm của chúng ta nó khởi sanh lên dục, dục cầu tầm cầu, dục tầm sân tầm hại tầm, hay là tâm của chúng ta khởi lên một cái sự phẫn uất, bực bội, khó chịu. Tâm mà bực bội khó chịu tức là cái tâm sân, cái tâm nặng nề, cái tâm ô uế. Bây giờ chúng ta phải dùng cái từ tâm, hãy dùng cái mát mẻ để thổi cái tâm của chúng ta, để dịu mát của chúng ta. Hay tâm của chúng ta nó tham dục quá, lòng tham chúng ta khởi dậy quá, chúng ta phải niệm cái, chúng ta phải niệm cái bất tịnh, hay chúng ta niệm cái uế trược, hay niệm cái tam tướng, cái vô thường. Những gì ta mất mát, những gì mà chúng ta đau khổ nó khởi sanh lên, thì khi chúng ta có một sự hiểu biết, tại sao mình mất mát cái người thân của mình? Tại sao những cái vật mà mình thương, mình yêu, mình quý trọng lại trôi xa tầm tay của mình? Nó không còn,
ở trong tay của mình, hay hoặc là trước mắt tiền của, tài sản, danh dự, vật chất, vân vân, tất cả mọi thứ. Thì khi chúng ta biết như vậy, nếu như một người hiểu biết, người ta chỉ duy lý nhân quả, tại chúng ta đã gây cái nhân đời trước, chúng ta cũng sang đọt, hay chúng ta cũng gây hại đến cho người bằng cách tức là trộm cắp hoặc là gian dối gì với người ta đó, hay chúng ta nợ nần gì đó với người ta, bây giờ chúng ta mất mát. Mà cái điều này chẳng qua đó nhân quả chúng ta phải trả. Khi chúng ta hiểu như vậy thì kính thưa quý vị, tất cả mọi việc tốt đẹp hơn là chúng ta đau khổ. Đau khổ rồi cũng ấm áp ở đó. Đàn bà Thích Ca Ra chết chồng, chết con, cha mẹ cầm đứa con đi nơi này nơi nọ, cuối cùng thì Phật này nói rằng một câu mà rất là hay: nước bốn biển như nhỏ xuống còn ít hơn, ở trong bốn biển còn ít hơn những sự đau khổ, tủi hờn, mất mát, khổ đau này hơn là bốn biển. Thì đó chính là cái giá trị của tri kiến. Nếu chúng ta biết dùng cái tri kiến đó thì mới đoạn trừ được những cái khổ lụy ở trong cuộc đời này. Mà cái sự hiểu đúng này nó hết sức là quan trọng. Hiểu đúng là hết sức quan trọng. Đó thuộc về chân lý. Thì môn thở là chân lý. Nó, cái tri kiến đó, do cái tri kiến này mới đoạn trừ được. Hiểu biết đúng. Cho nên ở đây, chúng ta thấy một điều rất là quan trọng trong cái quá trình tu tập. Một cái quá trình mà thực hành các hạnh lành, công đức lành, để được thành tựu tốt đẹp, nhất là được chấm dứt sanh tử khổ đau, phải có một tri kiến, phải có một chánh tri kiến, hay có một tri kiến đúng đắn thì mới đoạn trừ được. Tri kiến tốt đẹp thì mới đạt được. Nếu như người ta không hiểu đúng, không hiểu tốt thì người ta không thể nào làm tốt được. Ở ngoài xã hội hay là trong việc tu tập tâm linh cũng như thế thôi. Những gì mà chúng ta nghĩ nó đúng, cái đường dẫn nó đúng, cái kim chỉ nam, cái quả đồ đúng, thì chúng ta mới đi đến cái phương bờ đúng, đi về hướng đúng. Còn nếu như cái kim chỉ nam hay là cái la bàn, chúng ta không có cái la bàn để chỉ đúng, thì chắc chắn rằng nó sẽ đi lệch, chúng ta trôi dạt. Đời này cũng như ở đại dương, nó mênh mông và nó chập trùng những hiểm nạn có thể xảy ra tới với mình. Thì lúc đó như là một cái la bàn, là một cái quả đồ để dẫn đường chúng ta, định hướng chúng ta đi, chúng ta có thể cập vào bờ được, chúng ta có thể đến bờ bình yên được. Cũng như thế, ở trong đời sống này, nếu như không có một cái tri kiến, nếu không có một cái sự thật thấy hiểu đúng, thì chắc chắn rằng chúng ta trôi mãi. Mà nếu như có một sự hiểu biết đúng thì chúng ta về được bến bờ bình yên. Cho nên cái vai trò tri kiến mà nó đoạn trừ, do tri kiến được đoạn trừ, có những lâu hoặc có những phiền nào không phải do tri kiến được đoạn trừ. Dạ, thì chúng ta thấy rất là đúng. Và điều này chúng ta thấy Đức Phật này đã nói lên cho chúng ta biết cái lậu hoặc. Lậu hoặc đó do chúng ta phải tu, do chúng ta phải thành tựu, do chúng ta phải đạt được. Dạ. Cái thứ hai ở trong cái lý kinh để chúng ta thấy những phiền não phải do phòng hộ mới đoạn trừ. Trong cuộc đời này cũng vậy, cái sự canh phòng, cái sự giữ gìn, mà giữ gìn cái gì quý vị? Chính là tâm của mình. Nếu như chúng ta thả cái tâm chúng ta, không có phòng hộ,
không có kiềm chế. Thì thời chúng ta sẽ gây nhiều, tạo nhiều cái điều tội lỗi. Chẳng hạn như bây giờ Đức Phật Ngài là dạy các thầy tỳ kheo phải dùng chánh niệm, khi mắt bắt cảnh sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, thân xúc chạm, phải dùng cái chánh niệm. Nhưng trước đó cái đó ý đó nói về cái sự tu tập, nhưng phải đây ở đây có nghĩa là cái gì? Phải thu thúc phòng hộ gì, nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn và ý căn. Cái phòng hộ ở đây là cho phiền não nó xâm nhập. Một con người lo xa, vợ lo xa, lo cái xa cái gì? Người ta nói không vô viễn lự tức hữu cận ưu, người không lo xa ác có buồn gần. Thật ra người ta không lo xa đó, người ta chỉ người ta lo sợ trên cái việc tiền của tài sản của người ta thôi, chứ không phải những cái chuyện gì mà nó phiền phức, không phải vậy. Mà người ta chỉ chấp trên cái người ta chất chứa, người ta phòng giữ, người ta canh chừng ở trên cái nhà cửa, sợ kẻ gian nó xâm nhập vào, rồi tiền bạc của mình thì sợ coi như bây giờ cũng như ở ngân hàng người ta gửi những cái tiền bạc, người ta sợ hacker nó vào, chứ nó phải có người mà canh chừng coi như diệt trừ cái hacker, hay là những người mà có thể canh chừng mà phòng hộ, có một cái màn bảo vệ các cái virus nó xâm nhập vào để nó mất mát. Mà sự thật ra những cái sự canh phòng đó nó thuộc về cái thế gian, cái cuộc đời. Những cái sự canh phòng cho thân này không có ô nhiễm, cho tâm này không có ô nhiễm, đó mới là một vấn đề. Tại sao nó thu thúc nhãn nhị tỷ tỷ thân và ý để không phiền não? Nhìn, chỉ biết nhìn chứ đừng có phải suy nghĩ về cái nhìn, thu thúc nó, bớt nhìn, bớt nghe, bớt nói, bớt thấy, bớt ngửi, bớt nếm, bớt đụng. Khi biết, khi phải thấy, khi phải nghe, khi đụng, thì chúng ta phải khéo phòng, đừng để cho cái sắc đẹp, tiếng mùi thơm, vị ngon, xúc lạ nó xâm chiếm và nó cư ngự trên cái lòng mình, nó dẫn dắt, tức là ở đây không cho tham ái khởi sanh lên. Cũng như là tập về cái chánh niệm hay tỉnh giác để cho tâm nó không có tha khởi lên cái phiền não hay cái ác bất thiện pháp. Nếu như chúng ta có một sự canh phòng cẩn mật thì thời kẻ gian nó sẽ không đột nhập. Mà nếu kẻ gian nó đột nhập, nó tới, nó thấy có canh phòng thì nó không thể đạt được chữ ý nó được. Chứ cũng phải tâm này mà khéo tu thì sẽ được tốt đẹp. Nhưng mái nhà khéo lợp á, thì mưa không thể thấm dột. Cũng vậy mà cái tâm khéo tu, nếu mà mái mưa thì mưa sẽ dột, tâm không khéo tu thì mưa của phiền não này nó sẽ rơi vào tâm của chúng ta. Đây là giá trị sự thật của quý vị. Cái tâm đó chính là cái tâm phòng hộ. Hay là chúng ta phòng hộ trong cái việc sinh hoạt, như là ăn uống đi đứng nằm ngồi. Mà có câu kinh Pháp Cú dạy rằng là ai sống quán bất tịnh, khéo nhiếp hộ các căn, ăn uống có tiết độ, không biến giác, vì ích chuyên cần tinh tấn, thì ma không thể uy hiếp người đó như núi đá trước gió. Thì có một cái núi sừng sững như thế thì dù cho có bão táp phong ba không thể nào có thể xô ngã cái núi được. Nhưng nếu như người mà không có phòng hộ, ai sống không có quán bất tịnh, không có hộ các căn, ăn uống không có tiết độ, luôn luôn biến nhát, không có tinh cần, thì ma sẽ uy hiếp kẻ ấy như cây yếu trước gió, thổi một cái là gãy, thổi một cái là đổ, nằm rạp xuống liền,
Đây là do giá trị của sự phục hậu mà lậu hoặc được đoạn trừ, hay là hoặc chẳng những được đoạn trừ mà cũng không thể sanh khởi do phòng hậu. Trong sự tu tập này, là một người đệ tử Phật tử, chúng ta phải sáng suốt, phải nhận chân cái điều này. Nếu như chúng ta nghĩ xấu với người ta, nói xấu với người ta, chúng ta phòng hộ cái tâm mình thôi, không có nói xấu, đừng có suy nghĩ về cái điều đó. Mình lo cái chuyện của mình giữ gìn cái tâm của mình, phòng hộ cái tâm của mình, chứ không nói về người, không ca oán về người, không nói nhiều về người, mà chúng ta lo cho mình, lo cho chuyện của chính mình trước nhất. Chứ thí dụ nhiều nhiều khi á, họ làm thì cái duyên, cái nghiệp, cái phước, cái duyên, cái nghiệp của chính họ, mình lo giữ mình, chứ đừng có hướng ngoại nhiều quá, chạy theo nhiều quá, rồi rốt cuộc chúng ta không có, trước nhất chúng ta không có giữ cho chúng ta, thì làm sao mà chúng ta giúp được cho người, hay chúng ta giải quyết được tốt đẹp. Và cái gì cũng vậy, phải có một sự chuẩn bị, phải có một sự chuẩn bị trước thì nó không thừa. Bây giờ thừa, như chúng ta thấy chúng ta đi máy bay, chỉ có những động tác tới tai nạn, phải làm như thế, phải làm như thế nào, người ta nhắc mình ở cái cửa thoát hiểm như thế này, cái dây đeo nó như thế kia, chúng ta nghĩ rằng nó dễ quá phải không nè, rất là dễ mà tại sao mà làm như không biết à, nhưng tại sao người ta phải nhắc hoài? Thì cũng vậy, người ta chuẩn bị, người ta phòng hộ trước, người ta gửi tới cho chúng ta những sự phòng hộ, báo cho chúng ta cần phải phòng hộ, cần phải chuẩn bị để làm gì, để khi tới chuyện chúng ta có cách xử lý. Thì cũng như vậy, cái sự tu tập này phải được phòng hộ đến khi có phiền não, phiền não nó cứ xuất hiện, chúng ta biết cách đối phó. Khi có những hiểm nạn nó xuất hiện, lúc đó chúng ta mới biết mặc cái áo phao sao cho nó phồng, cho nó thổi lên, thì nó đi vào một cái tưởng của chúng ta rất lớn. Cái sự phòng hộ này về mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý này, thì nó đi vào cái tâm cảm của chúng ta, nó trở thành một cái thói quen, trở thành một cái điều rất hết sức là gần kề. Thì khi có phiền não tới là chúng ta biết. Cũng như bây giờ, khi nó tới, có những lúc nó nguy hiểm, người ta đáp xuống, xuống nước, xuống biển, vân vân, thì chúng ta phải có một cái áo phao. Có vậy chứ lúc đó cái áo phao nó sẽ cứu sống chúng ta. Còn nếu chúng ta không có áo phao thì chúng ta chìm. Thì như thế nào chìm chết? Thì ở đó chính là do không có phòng hộ. Thì trong cuộc đời này cũng như thế, chúng ta phải có sự chuẩn bị. Mình không nghĩ xấu về người ta, nhưng tại sao mà chúng ta không có cất đi những cái vật quý của mình, cất đi cái chìa khóa của mình khi có đông người, hay bỏ tiền bạc, cái đồ quý ra trước mắt người ta để cho người ta phải khởi lên cái lòng tham người ta lấy? Mình không có nghĩ xấu về người ta, nhưng thôi, mình cẩn thận cất giữ những cái vật quý của mình. Có cần thiết phải đi khoe ra như thế không? Không cần thiết. Cần thiết phải trưng bày, chúng tôi là showroom lên để chi vậy? Để gây một cái lòng tham của con người, thì tự mình giết chết mình thôi chứ ai. Thì thế là nó tham. Quý vị biết có nhiều người đó, ở Việt Nam đi đã biết đường Việt Nam trộm cắp rất nhiều, mà nó lại nguy hiểm nữa, mà đeo nào là vàng vòng
là hoặc là tiền bạc túi sách coi như là khoe hàng hiệu đồ xe nhiều đồ nhiều thế này thế kia, vừa chạy nó giật nó cuốn cái là để nhào cái đầu xuống đất, đập đầu xuống đất có thể nguy hiểm tai nạn, thì cái đó do cái không có phòng hộ. Thì có những cái điều có sự phòng hộ thì nó được tốt đẹp, mà không phòng hộ thì cái quý vị đại nạn xuất hiện tới cho mình luôn. Cái đó là do chính mình chứ ai. Mà đây chính là khéo biết phòng hộ, khéo biết gìn giữ một chút xíu. Cũng như bây giờ tỏ ra mình giàu, tỏ ra là mình hay lắm à, đâu có cổ nào mình không hay. Cái đó quá là thành thật chứ nó hơi kỳ chứ nó quá là ngu si, quá là ngu lại. Ông con mở buổi này chưa ra, nói tôi giàu nè để cho nó bóp cổ mình, có cần thiết phải khoe vậy không? Rất là dở. Chắc chắn mình quăng bom nhiều quá thì có vừa nó sẽ nổ mình cũng tan xác. Cái đó thật sự, cái đó là hại, hại trước nhất hại cho mình chứ ai. Chỉ do mình không có phòng hộ thì mình phải đau khổ. Cho nên đây, cái sự tu tập này là một vấn đề hết sức là gần kề cho chính chúng ta. Ở cuộc sống này, cuộc đời này nó là vậy đó quý vị. Mà đừng trách móc trời gần trời xa, tại sao tôi bị thế này thế kia. Không có ai hại mình hết, tự mình hại mình đó chứ không ai. Tự mình hại mình, không ai hại mình, mà tự mình hại mình do không phòng hộ. Cũng như trong sự tu tập, do không phòng hộ thì tự mình gây ra cái đau khổ. Chúng ta nhớ, do mình không phòng hộ thì tự mình gây ra cái đau khổ cho chính mình chứ không ai hết. Không ai gây đau khổ cho mình. Bởi vì cho nên cái câu kinh Phật, không ai tạo ra cái tội lỗi cho chính ai, không ai tạo ra cái phước lành, phước báo cho chính ai, mà chính mình tự tạo. Không bà con quyến thuộc, không người này người kia tạo cho ta. Tạo cho ta là có người tốt, người xấu, mà chính tâm hướng tà, hướng trách nó tạo cho chính chúng ta. Thế không ai tạo cho ta, cho chúng ta không có cái sự phòng hộ. Thì đó chính là cái điều mà chúng ta cần phải có một cái hiểu biết. Và cái pháp thứ tư chúng ta thấy dạy rất là hay. Xin lỗi, cái pháp thứ ba có nghĩa là hoặc phải do cái gì? Phải do thọ dụng mà được đoạn trừ. Kính thưa quý vị, đói quá, khát quá, đại nạn võ lâm, rất là mệt mỏi. Thọ dụng ở đây là chúng ta thấy bây giờ người ta nói là có thực có dược được đạo, có ăn nó có một sức khỏe, chứ đói quá không được. Một cái thân thể hoặc là một cái sự đói quá, nhiều lần ở trong kinh rất là tuyệt vời, Đức Phật Ngài là một nhà đại tài về tâm lý, về hiểu biết đến con người. Nhiều vị tỳ kheo đến gặp Đức Phật, đến trễ, lúc đó trễ giờ thì Phật cũng đi kêu tìm những cái món cơm hoặc thực gì còn để cho các vị đó ăn. Hay là những người thiện nam tín nữ đến gặp Phật, ngay khi đó họ đang đói lạ, Phật cũng kêu phải tìm những cái món thức ăn cho họ ăn. Đến khi, kính thưa quý vị, khi chúng ta đói á, nó khổ lắm quý vị. Chúng ta không thể nào làm được cái gì hết. Khi chúng ta khát quá đó, thì lúc đó cái thân thức này nó đau khổ, cái tâm nó đau, mà lòng tỉnh tính nó đâu mà chúng ta có thể nghe được, cái học được, có thể tu được, có thể làm việc được. Cũng như khi thân bệnh thì tâm khó tu. Những người mà tu được đó thì phải những người đó có một cái duyên, phải có một họ có nhân duyên rất là lớn, họ có một cái điều rất là mạnh mẽ, họ mới tu được. Thì dầu cho họ đau đớn hay dầu cho họ
đối khác vô họ như thế nào, nhưng hùng tâm dũng khí của họ vượt qua. Còn ở đây nói trên tinh thần một con người bình thường, khi lạnh quá cũng chịu không nổi, khi nóng quá cũng chịu không nổi. Ở gì cái gì cũng vậy, nó phải quân bình, nó phải vừa thôi. Dĩ nhiên ở đây nói lên cái tâm hồn của những người, của những con người có giá trị tích cực, chứ không phải là con người lười biến luôn luôn than thở là quá đói quá, khát quá, mặn quá, chua quá, cay quá, vân vân. Không phải như vậy. Mà ở đây muốn nói đến cái gì, một con người chúng ta phải có thọ dụng, ăn uống một cách căn bản. Bởi Đức Phật nói sabbe satta ahara titika ekanavaki, thế nào là một pháp? Sabbe satta ahara titika, tất cả chúng sinh di tồn phải do nhờ vật thực. Nó là như vậy. Thì là chúng sinh ở cõi dục thì cấp linh karo aharo, nhất là người hay là kiếp thú, là đoàn thực chứ là cơm nước bánh trái vân vân, phần thực. Các cái cõi cao cũng phải có xúc thực, tư niệm thực, thức thực vân vân. Thì tất cả điều đó phải do có vật thực. Vật thực ở đây chúng tôi muốn nói là đến có cái sự thọ dụng, có cái sự duy trì. Cái sự thọ dụng này nó cũng đa dạng. Cái sự thọ dụng là những cái vật chất, những cái năng lượng, hay là những cái yếu tố của vật chất phải có mặt, cho nên chúng ta được yên vui, chúng ta được tốt đẹp. Chúng ta phải nhớ như vậy, chứ nếu không có nó thì không thể an vui, không thể vượt qua được. Như chúng ta thấy, chúng ta đang sốt, chúng ta đang đau nhức quá, cần phải có thuốc amicillin, hoặc là có Advil, hoặc là paracetamol, acetamol vân vân, uống vào nó đỡ, nó cảm nó đau nhức quá, thì đó cũng chính là do thọ dụng mà nó đoạn trừ bớt chứ. Chứ tôi nói là tôi bệnh quá, tôi cần uống thuốc, tôi chịu đau, thì cái điều đó nó hơi có vấn đề về thần kinh đó. Tại sao có thuốc mà không uống? Họ không uống thuốc tây thì cũng uống thuốc uống thuốc, nói chung là cái thuốc nào đó mà nó có dược phẩm trị liệu, phải do thọ dụng. Thì chính là được cảm thọ đau khổ đó, được nó được đoạn trừ. Mà thọ ăn uống tức là đoạn trừ cái cảm thọ khổ, đối khác, đối và khác. Như thế là thật thôi. Thì những cái đó thì mới có một sự tốt đẹp. Mà không chỉ cái ăn, mà ở đây nói đến cái giá trị đoạn trừ cái khổ của cảm thọ là trước nhất, và sau đó mới tiến tu nữa, đừng có tiến tu tốt đẹp nữa được chứ. Và cái điều thứ tư, kính thưa quý vị, có những pháp phải do kham nhẫn được đoạn trừ. Quả thật trong cuộc đời này, cái sự kham nhẫn đối với thân, kham nhẫn đối với tâm, kham nhẫn nội giới ngoại giới, với sự vật trong ta và ngoài ta, nói một cách rộng hơn nữa mà nó gần cả đối với cái chuyện gia đình và cái chuyện ngoài gia đình, cái chuyện gia đình mình và cái chuyện xã hội, nó lại là một vấn đề nữa. Và tất cả chúng ta phải có một sự kham nhẫn. Cái chữ nhẫn là một thể tài mà tất cả chúng ta ai cũng đều hiểu, ai cũng đều biết. Nếu như cuộc đời mà không có kham nhẫn, nếu người không biết kham nhẫn, người không biết có đức tính kham nhẫn, có đức tính chịu đựng, thì sẽ không thành tựu trong cuộc đời. Bởi vì khí lạnh quá, ngoại trừ lạnh quá sức rồi, nhưng điều mà cảm giác lạnh chúng ta cũng phải cố gắng, cảm giác nóng chúng ta cũng phải cố gắng, đói thì cũng vậy, khát cũng vậy, chúng ta cũng phải biết kham nhẫn một chút. Không phải mà chịu nhịn khát, không phải là chịu nhịn ăn, không phải là đương đầu. Ở đây cái sự kham nhẫn này không nói lên cái sự đương đầu, nói lên cái sự chịu đựng để vượt qua một chút xíu. Mà cái sự kham nhẫn của cái gì?
của cái thân, tức là khi nó xúc chạm với cái khí hậu, cái thời tiết, khi thân này đối khắc hay khi thân này nó đau nhức, bệnh hoạn, ốm đau, thì chúng ta cũng phải chịu đựng. Khi mà chích quá sợ đau, khi mà người ta xoa, người ta bóp, thì chúng ta cũng sợ đau. Thì dĩ nhiên chúng ta ôm nguyên cái đau của mình, phải chịu đựng chứ, phải kham nhẫn chứ. Và cũng vậy, cái sự kham nhẫn cái gì, khi chúng ta đi học cũng vậy, chúng ta cũng phải cũng kham nhẫn. Ngồi trên ghế nhà trường hay là ngồi ở những cái lớp, chúng ta nghe, nghe những cái bài giảng, nghe những cái bài học, và chúng ta mới biết chứ. Mà chúng ta phải kham nhẫn, tức là năm này tháng nọ ngày kia, mưa gió nắng gì, chúng ta cũng phải có một cái sự tinh cần, phải có một sự tinh tấn, thì nó mới thành tựu. Đó cái sự kham nhẫn. Bây giờ hàng ngày như mỗi ngày, chúng ta đều phải có một cái sự chuyên cần, cái sự kham nhẫn như thế đó. Không sợ ngoại cảnh, không sợ cái điều kiện mà của thời tiết, nắng mưa, gió bão ập tới với ta. Không sợ những cái điều gì, không sợ những cái đau khổ của người khác áp lực tới mình. Đây là một sự kham nhẫn. Có nhiều khi khôn nhà mà dạy chợ, có nhiều khi khôn ở chợ mà dạy ở nhà, cả hai đều thất bại. Cũng như kham nhẫn về thân mà không kham nhẫn về tâm, hay tâm có kham nhẫn nhưng đều không có kham nhẫn về thân, cũng thất bại. Thân tâm này phải kham nhẫn. Cái sự cầu mong, cái sự ước muốn, hay là tâm mình cảm thấy bực bội, cảm thấy khó chịu khi mà bị người ta mắng nhiếc, khi người ta bị chửi rủa, thì chúng ta nghĩ rằng phải kham nhẫn, mình phải kham nhẫn. Đừng có nói, đừng có chửi lại, đừng có đánh lại, đừng có đập lại, đừng có trả, đừng có ăn miếng trả miếng. Hãy nhẫn nại, hãy kham nhẫn để vượt qua, để vượt qua cái khổ nạn này. Người ta nói rằng nhẫn nhịn thì nhục có phải không? Kính thưa quý vị, nếu chúng ta chấp ngã thì chúng ta không có chấp nhận, không có chấp nhận cái nhục. Mà chúng ta không chấp ngã là cái gì? Nhục nhã là cái gì? Là sự tôn tạo tự ngã. Nó có chuyện gì đó. Nên sự thật ra nếu mà người mà hiểu biết được cái sự nhục nhã, chấp nhận cái sự nhục nhã, thì người đó quá hiểu về nhục nhã. Vì nghe chúng tôi nói rồi, người mà kham nhẫn đối với cái sự chửi mắng của người, đối với cái sự dèm pha của người, mà họ chấp nhận nhục nhã, thì người đó quá là hiểu biết, đứng trên cái nhục nhã. Bởi vì không có, họ dư thừa, chứ có nhìn dư luận cho rằng mình có làm hay là không làm. Hãy tự nhìn là chính mình, mình đúng hay là mình sai, mình làm hay không làm, tất cả là giai thủy hư vọng, không có gì mà quá đáng đâu. Và kính thưa quý vị, người ta có làm khó khăn mình gì ở trong một giai đoạn đó thôi. Mình có thể, mình chưa có thể chết đâu, thì thôi, tại sao cần thiết gì phải gây cái can qua quán hận để gây đau khổ cho nhau. Khi mình suy nghĩ như vậy, bằng nhiều cái sự kham nhẫn lắm, kham nhẫn về tâm này với những sự khó chịu, kham nhẫn về cái sự đối xử với người, hay là người thân, hay là người ngoài đối xử, vân vân, hay tất cả mọi thứ đều là một phước mà chúng ta cần phải có một cái hiếu, một cái biết được, thì kính thưa quý vị, nó là bình thường. Mà cái điều này phải tập cái kham nhẫn, chứ phải nói. Nếu chúng ta không tập, chúng ta không thể nào chịu đựng được. Có dấp ngã mắt mới nhìn sáng suốt, có đau thương lòng mới cứng rắn hơn được. Mà hôm qua chúng tôi đã nói câu, tức là gọi là xưa và nay, gọi là những anh hùng thì đã từng thua, gọi là anh hùng. Chúng ta từng là những người ngu dốt, và chúng ta mới cố gắng học hiểu vì mới khôn.
ai nên khôn mà chẳng giải đôi lần, thì chúng ta hiểu như vậy chúng ta mới vượt qua được, chứ không phải lúc nào mình hay mình dối đâu, không có được. Dạ, biết và hiểu như vậy cũng cần thiết phải đôi co, cũng cần thiết, không cần thiết phải quá hờn cho cái chuyện lớn quá thành chuyện nhỏ. Chuyện nhỏ coi như nó nhẹ nhàng để đi qua. Cuộc đời này sống có bao lâu mà hững hờ, cuộc đời này sống bao lâu mà mệt mỏi phải oán hờn với người và tự động cột trói mình. Thôi kham nhẫn cho nó qua đi, cho vượt thoát đi. Chúng tôi nói bằng cái tâm tình đó quý vị, chứ không phải nói bằng cái lời nói hay, mà nói bằng một cái những gì. Bởi con người ai cũng có khổ chứ, người tu cũng như thế, cũng nhiều khổ nạn lắm quý vị, mà rất nhiều khổ nạn chứ không phải chuyện một chuyện đơn giản. Nếu như không có kham nhẫn thì sẽ khó có tồn tại ở trong việc coi như tu tập của chính mình, và cũng như người đệ tử cũng vậy. Nếu như không khéo mà kham nhẫn thì cũng khó có tồn tại và thực hành các cái điều thiện điều lành. Dạ. Yeah. Cho nên vì vậy cái sự kham nhẫn này, mà kham nhẫn Đức Phật ngài dạy là kham nhẫn khanti paramang tapoti tikha, kham nhẫn là một sức mạnh của vị hành giả, hay là kham nhẫn là một sức mạnh của tâm hồn của mọi người. Khi mình kham nhẫn được như vậy, mình tự tin mình có thể bước vào đời, mình có tự tin có thể làm được những việc gì, mình có thể tự tin mình vượt thoát được tất cả mọi việc gì đó do cái đức tính kham nhẫn, do cái sự kham nhẫn của chính mình. Thì đây chính là ý nghĩa, bốn ý nghĩa trong cái nhất thiết lậu hoặc này có bảy điều, và chúng tôi xin trình bày qua cái lời giảng như vậy. Và còn nửa tiếng đồng hồ nữa thì hôm nay không có thượng đẳng, tôi đẳng ở trong rung, sẽ kính cung thỉnh thưa tòa Pháp Tân sẽ tiếp tục cái chương trình tiếp theo phụ giảng cái ba cái điều sau, và để xin và thượng tòa cũng sẽ kết thúc cái bài giảng ngắn, và sau đó cũng thỉnh chư Tôn Đức Tăng quý ngài thảo luận, và xin kết thúc với lời trình bày như vậy. Nếu có điều chi kính ngưỡng mong toàn thể quý vị quan hỷ, và kính thỉnh thượng tòa Pháp Tăng tiếp tục. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Dạ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, Nam mô Tham Ma Ya, Nam mô Sang Kha Ya. Kính đảnh lễ thượng tòa Tề Siêu, thượng tòa Tề Quyền, thượng tòa Giác Đẳng, để được pháp tính, để được nguyện vọng cùng chư tăng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Cảm ơn quý vị cho biết đã nghe rõ. Thì như lúc trước, mấy hôm trước thì thượng tòa Giác Đẳng cũng đã có cái ý để phân công cho cái việc mà một buổi giảng của bài kinh Trung Bộ đó. Thì chúng tôi với thượng tòa Tề Quyền thì sẽ cùng nhau đảm trách một ngày của vị nào chính yếu thì vị đó sẽ giảng bài chính, giảng trước. Ngày nào thì có vị nào chính thì vị đó giảng trước, và vị đó sẽ là giảng cái điểm chính. Thì chúng tôi là xin được tiếp ba cái chi pháp sau. Hôm nay đó thì chúng ta học cái bài kinh Sapasawa, nghĩa là nhất thiết lậu hoặc hay tất cả lậu hoặc. Bởi vì bốn cái điều kiện, bảy cái điều kiện như thế này đó thì lậu hoặc phiền não sẽ sanh khởi. Mà vừa rồi đó thì chúng ta tự quyền lại hết bốn pháp đầu, đó là tri kiến, lậu hoặc do tri kiến đoạn trừ, lậu hoặc do phòng hộ đoạn trừ, lậu hoặc do kham nhẫn đoạn trừ, lậu hoặc do thọ dụng đoạn trừ. Bây giờ đó là chúng ta sẽ qua cái lậu hoặc thì là do tránh né đoạn trừ. Cái lậu hoặc thì cần phải do tránh né đoạn trừ. Ở đây đó thì chúng ta biết là phiền não đó là có những cái phát xuất từ ở trong tâm của mình.
có những cái điều kiện ở bên ngoài để rồi tâm mình sanh khởi. Thí dụ như bây giờ là mình học những cái là gọi là có những sự phòng hộ mà mình không phòng hộ, thì ở đây đó thì phiền não nó sanh khởi. Nhưng mà nếu mà nói là tránh né đoạn trừ đó, thì xin thưa quý Phật tử là cái hoàn cảnh. Ví dụ như chúng ta sống ở nơi đâu cũng vậy. Ngày nay thì dân cư đông, phố thị thì đông người, chúng ta ít có gặp những cái con thú dữ. Ngày xưa thì chư vị tỳ kheo đó thường là ở nơi rừng sâu, rồi có thể là nơi am cốc, nơi đây nơi đó, nơi cội cây hoặc là nơi mái tranh vách lá, rồi chư tỳ kheo tu tập. Thì ở nơi đó đó không thể nào không có những cái con vật nó giữ, con vật nó giữ. Ví dụ như mình ở trong rừng thì là có những con cọp hay là có những con voi, nó sẽ tấn công mình. Mình ở chỗ đó, thí dụ như chúng ta thấy rằng là thọ cọp thì là sẽ ăn thịt người. Nếu mà mình ở cái chỗ nào mà những cái con hổ, những con cọp mà nó ở gần đó đó, thì thật sự ra là nó làm cho sự phiền tối ở nội tâm cũng rất là nhiều. Bởi vì thứ nhất, nếu mà chúng ta để như vậy đó, chúng ta ở chỗ gần chỗ đó mà chúng ta không có biết cái cách mà phòng hộ hay tránh né đó, thì rõ ràng là những cái con thú dữ đó nó sẽ tấn công chúng ta. Hoặc là ở trong cái nội tâm, nội lòng của mình đó, mình sẽ lo sợ. Thí dụ như bây giờ quý vị mà ở nơi thanh vắng như vậy đó, thì để cái thời gian còn lại đó là mình chuyên tâm lo tĩnh tâm. Nhưng mà đằng này cứ lo sợ phập phồng hoài, những cái con vật đó nó tấn công mình, mình không biết lúc nào, con hổ, con cọp, con beo hay hoặc là con voi. Cho nên là những cái con vật đó đó là những, mặc dù voi đó nó không ăn thịt người, nhưng mà nó có thể dặm đạp hay hoặc là có thể là hút người hay hoặc là cuốn người đi đó, thì cái việc đó là việc có thể xảy ra. Cho nên ở đây đó chúng ta thấy rằng mình ở chỗ nào mà cái con thú dữ nó ở đó, thì làm cho cái nội tâm mình nó lo sợ phật phật, vì nó sẽ tấn công không biết lúc nào. Và vì vậy cho nên cái tâm của mình đó, nó không thể định tĩnh. Thật sự ra đó thì mình không phải quá quý cái mạng sống này, nhưng mà cũng thể nào mà xem thường cái mạng sống này. Có nghĩa là mình ở một cái nơi nào mà mình bất chấp hay là mình không kể gì hết á, là để cho những cái con thú vật đó nó tấn công mình. Mình nghĩ ok, con người chết thì có số, mình không phải cái nghiệp đó, mình không có cái nghiệp đó thì không bao giờ chết. Và cái người có cái đó thì dù có tránh đâu cũng không có. Mình quan niệm điều đó đó thì sự thật có những điều đúng, nhưng mà cũng không phải là hoàn toàn đúng. Cho nên là những cái con vật á, mà thú dữ đó, thì chúng ta cộng phần phải tránh. Thí dụ như con rắn cũng vậy. Dù là ngày nay chúng ta thấy rằng mình sống ở đâu cũng vậy, nơi nào mà cỏ rác nhiều thì cũng sẽ có rắn, có những cái con rắn. Và những con rắn thì quý vị biết, có những loài rắn mà ban đêm nó mới ra, nó rất là chậm chạp. Thí dụ như ta nói rằng con rắn máy gầm chẳng hạn, nó có phân trắng, phân đen. Nó có con phân trắng, phân đen. Và ban đêm nó mới mò ra, nó hướng xương, rồi hoặc là nó bắt những cái con cóc, con nhái, những cái côn trùng khác để mà nó bắt nó ăn á. Thì nó rất là chậm, nhưng mà những loài rắn đó nó rất là độc. Người ta nói là con rắn máy gầm á, thì là cắn nằm tại chỗ, nở cái chỗ mà gần nó đó thì sẽ là những cái mối đe dọa. Và không biết là mình cũng lo sợ, mình sẽ lo sợ đi bước chân đi. Sự thật ra thì ngày xưa thì chư tỳ kheo để dành cho cái việc mà đi kinh hành, cho đến ngày hôm nay cái việc đi kinh hành này chư tăng cũng đi, cũng bình thường.
Thí dụ mình ở cái nơi nào mà nó thuần thục á, thì nó lại là tránh đi những cái việc đó, nó ít có những cái con vật đó. Nhưng mà mình ở cái nơi nào mà cỏ rác cây có rậm rạp á, thì rõ ràng là những cái con rắn này ở trong hang, trong kẽ đá hay là nơi dưới cái đống lá, nó dễ ở trong đó lắm. Và khi mà mình đi vào đó đó thì nó sẽ tấn công mình, nó sẽ cắn mình, hoặc là nó làm phiền hà đến mình. Con rắn mà nó độc thì cắn có thể là chết. Rồi con rắn mà nó độc ít ít thì cắn thì chúng ta cũng bị sưng tay sưng chân, cũng đau nhức, vân vân. Thì nói chung là khi mà mình gặp những cái con thú dữ như vậy đó, thì những cái nơi mà nó ở thì mình cũng nên tránh nó đi. Đây là pháp mà gọi là lậu hoặc cần phải tránh. Tại vì sao? Khi mà chúng ta ở trong những cái rừng mà những cái con thú dữ đó đó, thì quý vị biết rằng mình cứ nơm nớp ở trong lòng, thay vì mình dành cái thời gian để mà mình chuyên tâm tịnh tu, mình ở chỗ đó thì nó sẽ không biết là lúc nào nó sẽ tấn công, cho nên mình sẽ lo không biết lúc nào nó tấn công mình, cho nên cái tâm của mình cũng khó định tĩnh. Thí dụ như bây giờ mình nói con muỗi cũng vậy, nó không phải là con kiến cũng vậy, nó không phải là những cái con vật mà làm chết người, nhưng mà rõ ràng á, nó cứ bay vo ve vậy thì nó cũng là một cái phiền á, nó cũng là một cái phiền đó chứ. Mình tịnh tu, mình yên tĩnh mà mình không có để, cứ để không biết là con muỗi nó may bay vo ve ở đâu gần đây hay xa, mình nghe cứ nghe như vậy và theo dõi nó hoài, cái tâm của mình cũng khó mà định tĩnh được. Đối với một người tu ấy, thì tuyệt đối là kiên đó, không có sát sanh rồi, tức là mình không có giết hại những cái con vật đó. Nhưng mà mình ở gần mà mình không có cái cách phòng hộ á, giống như mình không giăng mùng, rồi mình không có chặn lưới, hoặc là mình không có làm cho nó kín đáo, thì nó sẽ bay vo ve. Hay hoặc là những cái nơi mà ẩm thấp rồi nó có những cái chất đường ngọt béo gì đó, thì loài kiến nó cũng hay bu, nó hay bu. Thì nó bu rồi á, thì quý vị biết không, là nó làm cho mình rất là phiền, nó làm cho rất là phiền. Chúng tôi nhớ ngày xưa mà mình ngủ ở giường á, bây giờ thì cái loại kiến đất nó cũng ít rồi, mà nó bay, nó bò lên trên giường, nó cắn mình, nó chui vô trong tóc á, thì rất là khó chịu, rất là khó chịu. Tại vì vậy nhiều khi nó chui vào lỗ tai cũng có, nó nhiều thứ. Cho nên là ở đây là một trong những cái điều mà Đức Phật này nói là có những lậu hoặc cần phải do tránh né đoạn trừ. Tránh né đoạn trừ. Bởi chính những cái hoàn cảnh như vậy, những cái điều kiện, những con thú dữ, những cái con mà thú độc như vậy đó, thì mình cũng phải cần phải tránh né. Tránh né. Bởi vì nếu không tránh né thì phiền não từ đó nó sanh ra sự bực bội, lo sợ, phập phồng, tâm không định tĩnh được. Vì vậy cho nên là cái cách đó là cái cách mà Đức Phật Ngài gọi là mình có cái cách để đối trị đó. Mình phải tránh né nó, để rồi phiền não hay là lậu hoặc ở trong lòng của mình, trong tâm của mình cũng không có thể nào mà sanh khởi. Cái thứ hai nữa là những cái người bạn xấu bạn ác đó, thì mình cũng phải cần nên tránh. Tại vì gần gũi những người bạn xấu bạn ác á, thì sẽ là bị những cái tai vạ, bị những cái vạ lây. Thí dụ như mình tục ngữ ở bên ngoài người ta nói cái câu là gần đèn gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, gần cái người tốt thì chúng ta sẽ được cái được ảnh hưởng cái tốt, nhưng mà chúng ta ở gần người xấu thì dễ bị vạ lây, dễ bị ảnh hưởng cái xấu, hay ở bầu thì còn ở ống thì dài á, vân vân. Nói đó là tánh tương cập, tập tương diễn đó. Cái đó nó ảnh hưởng, nó ảnh hưởng. Và vì vậy cho nên là khi mà những cái người bạn ác, bạn xấu đó, thì nên tránh những cái người đó đi. Khi mà mình không tránh đó, thì mình dễ dàng bị tập nhiễm. Dễ dàng bị tập nhiễm theo những người. Giống như là mình là người tu nè, mà mình nói chuyện với cái người nào, mình giao tiếp với cái người nào mà họ không có niềm tin á, thì cái cách nói của họ và lâu ngày gần gũi với họ, họ thể hiện cái lời nói, cái hành động của người không có niềm tin á, thì lâu ngày cái niềm tin của mình nó bị cùng lục, nó bị cùng đi,
hay là lâu ngày cái niềm tin của mình bị thối thắt do là mình gần với cái người không có niềm tin. Thí dụ như bây giờ cái người mà không có tin nhân quả đó, thì mình ở gần người đó thì một là mình bị ảnh hưởng họ, hai nữa là mình do là cái người ác xấu đó thì mình ở gần họ thì mình sẽ bị gần, bị tập nhiễm, bị giả lây. Thí dụ như họ có những cái hành vi gì đó phạm pháp, hay hoặc là họ đối với những người xóm giềng xung quanh, nào là cha mẹ, nào là ông bà, rồi nào là thầy tổ, nào là những cái bậc trưởng thượng, ví dụ vậy, mà họ có cái cách cư xử nó không đúng mực, cách cư xử không đúng mực với những người trên, với cha mẹ, thì khi mà mình gần cái người đó, thì nếu mà họ phạm pháp thì pháp lực cũng để ý tới mình. Dù là mình không có gì, nhưng mà mình chơi chung thì mình sẽ bị giả lây đối với những người đó. Và nếu mà thường thường là những cái người con hay những cái ở trong gia đình mà người ta không có hiếu, có nghĩa với cha mẹ, ông bà, không biết kính trên người dưới, mình đi chung họ, người ta nói là một cái nhóm bè bạn của nó, cái nhóm bè bạn hư đốn, cái nhóm bè bạn, mặc dù là có hư đốn hay không, chuyện đó không cần biết, nhưng mà có một điều là khi mà mình gần gũi những cái người đó thì họ sẽ giống như là người ta sẽ gom mình vô chung luôn. Mình bị ảnh hưởng cái bởi vì ảnh hưởng, thứ nhất là ảnh hưởng cái nhân cách xấu, cái thứ hai là họ ảnh hưởng bởi cái tiếng xấu, ảnh hưởng bởi cái tiếng xấu. Vì vậy cho nên là Đức Phật ngài nói là chơi với những cái người bạn ác, bạn xấu đó thì sẽ bị giả lây và bị khổ. Và như vậy đó thì khi mà mình, Đức Phật ngài nói là mình nên tránh những cái người bạn ác, bạn xấu, cái người ác kiến, cái người tính, hay là cái người có thân khẩu ý bất thiện, mà mình gần gũi những cái người bạn ác xấu đó thì mình sẽ là bị cái nghiệp chung với họ, hoặc là mình bị cái giả lây khi mà mình chơi chung với họ. Cái thứ ba nữa là Đức Phật ngài nói rằng là có những nơi là đối với cái người tu của mình nó không cần, không đến đó được, mình không có đến đó được. Sao gọi là không có đến đó được? Dạ. Thí dụ như bây giờ cái nơi đàn điếm, cái nơi chơi, cái nơi mà không phải là cái chỗ của một người tu đó. Ngay cả quý vị thấy rằng cái người tu sĩ, người cư sĩ của mình đã có tam quy ngũ giới, rồi mình cũng có những cái đức tin chân chánh, mà mình đến cái chỗ nào mà nó không có niềm tin, nó không có niềm tin đối với tam bảo, hay đến chỗ nào mà du hí, mà chúng ta biết rằng để thể hiện cái thân, cái lời nói ác, hay là thể hiện cái hành vi ác, thì mình cũng bị ảnh hưởng, mình cũng bị ảnh hưởng, cái người cư sĩ mình cũng ảnh hưởng, và cái người tu sĩ cũng vậy, bậc xuất gia cũng vậy. Cái nơi mà thí dụ như là mình biết rằng cái nơi mà người ta vui ca hí trường, hay hoặc là quán bar, hay là nơi này nơi vui chơi của những cái người mà mình gọi là những cái người giang hồ á, chúng tôi tạm gọi là những người giang hồ, là những người chơi đây đó về những cái hành vi của họ, thì khi mà mình gần gũi với những cái người đó đó thì không đúng với cái vai trò của một cái người tu tập của mình, cho nên là mình đến đó không được. Khi mà mình đến đó đó thì thứ nhất là người ta sẽ bị đánh giá chung, đánh giá chung dù là như gì để không phải riêng bản thân mình, mà người ta sẽ đánh giá chung về những cái ảnh của một cái vị tăng sĩ, một vị tu sĩ, hay là hình ảnh của một cái người cư sĩ chân chánh. Bởi vì người cư chân chánh thì người ta cũng có bạn, rồi cái bậc xuất gia thì người ta cũng phải có bạn, mà bạn ở đây là bạn tốt, bạn ở đây là bạn đồng niềm tin, đồng bố thí, đồng trì giới, đồng sự hiểu biết, tức là trí tuệ. Chứ người ta không có bao giờ mà gọi là có người bạn mà lại là đi lệch ngược lại thì không thôi được gọi là bạn.
Rồi cái thứ tư ở đây đó là khi mà mình nói đến cái cần phải tránh xa nữa đó, cần phải tránh né là những cái hoàn cảnh sống. Hoàn cảnh sống giống như mình ở cái người ở cái nơi mà mình đứng vững được, cái nơi mà mình người ta không có cái niềm tin đối với nhân quả nghiệp báo, ở đâu mà người ta không có cái niềm tin ân đức tam bảo Phật pháp tăng, mình sống gần với họ cũng có, sống gần với họ cũng khó. Tại vì sao? Trước sau thì mình sẽ bị lôi kéo. Nếu mà mình không khéo á, thì mình sẽ bị lôi kéo theo. Do là cái người đó họ không có niềm tin, cho nên là mình sống chung với họ, mình cũng bị lôi kéo ở trong cái tình trạng là không có cái niềm tin, mất đi cái niềm tin. Đó. Rồi cái nơi mà người ta rất là hung dữ đó, hung dữ, giống như bà Mạnh Mẫu ngày xưa mà nuôi ông Mạnh Tử lúc mà còn nhỏ, triết gia của Trung Hoa vậy đó. Khi mà bà đi đến cái chợ cá ở thì người ta cũng là lời to tiếng lớn, rồi người ta có những cái hành vi rất là hung tợn, rồi bà cũng phải bị con bà đi nơi khác, cuối cùng bà kiếm con bà nơi tìm cái nơi chỗ ở gần trường học để cho ông ta tử ông học vậy. Vậy mà sao ông trở thành một cái nhà hiền triết của người Trung Hoa? Thì ở đây là cái cách mà để chọn cái hoàn cảnh sống cho một đứa trẻ hay là chính bản thân của mình cũng vậy, tránh né đi những cái hoàn cảnh xấu, sống xấu đó, để rồi mình không có nên đến đó sống và để cho cái niềm tin của mình thối thất, cái thiện pháp ở trong lòng của mình, thiện sự ở trong cái hành đời sống mà hàng ngày của mình nó bị mất đi, thì chúng ta cũng không có nên ở trong cái những cái hoàn cảnh như vậy. Hoàn cảnh như vậy, ngài Xá Lợi Phất ngài dạy cũng ở trong kinh á, ngài nói ở một cái trú xứ thích hợp á, Patiru Bade Sawaso đó, có nghĩa là mình ở một cái trú xứ nó thích hợp. Cái trú xứ ở đây đó là cái trú xứ mà mình có thể trau dồi cái thiện tâm mình, mình có thể thực hành những cái thiện pháp trong đời sống hàng ngày của mình, thì cái trú xứ đó là trú xứ thích hợp. Còn cái trú xứ mà mình không khó quá, không thể nào mà mình trau dồi cái thiện pháp ở trong lòng, thiện tâm ở trong lòng mình được, mình không có bao giờ thực hành những cái thiện pháp được ở trong lòng, trong cái đời sống hàng ngày của mình được, nên tránh những cái trú xứ đó đi, tránh trú xứ đi. Vì vậy ở đây đó, Đức Phật ngài nói rằng là có những lậu hoặc cần phải do tránh né đoạn trừ. Tránh né tức là những cái do rằng mình thân, mình ở gần với, mình gần gũi với lại những cái loài thú dữ, mình gần gũi những người bạn ác xấu, hay là mình ở một cái, đến một cái nơi mà nó không thích hợp cho cái đời hoàn cảnh sống tu tập của mình, hoặc là ở một cái hoàn cảnh mà mình biết rằng thiện pháp nó không thể sanh được, mà ác bất thiện pháp nó sanh khởi, thì chúng ta cũng cần phải tránh những cái điều kiện đó. Để chi? Để cái lậu hoặc không dựa vào đó để sanh khởi, không dựa vào đó để mà sanh khởi. Vì vậy cho nên là trong cái lậu hoặc thứ năm này đó là những cái lậu hoặc cần phải do tránh né đoạn trừ. Bây giờ đó là chúng ta sẽ qua cái lậu hoặc thứ sáu. Đó là lậu hoặc gì? Là có những lậu hoặc cần phải do diệt trừ đoạn trừ. Diệt trừ đoạn trừ. Thì lậu hoặc này là sanh ở trong nội lòng của mình, nội tâm của chúng ta. Lậu hoặc này từ đó trong đó sanh. Khuynh hướng tự nhiên của chúng sanh á thì là luôn luôn hướng đến tham, luôn luôn hướng đến sân, luôn luôn đến hướng đến cái sự não hại. Mà mình tu tập á thì có nghĩa là mình làm sao để diệt trừ cái lòng của mình tham. Nói đến tham á, thì có lẽ là nhiều thứ, gọi là cái tư duy bất thiện, tư duy bất thiện, tư duy về dục, tư duy về hận, tư duy về hại. Như vậy tư duy về dục có nghĩa là tư duy về tâm, về tham của mình.
Tức là mình nghĩ như cái này, cái này cái nọ để mà mình tham. Thì xin thưa quý vị rằng á, cái tham ở đây đó là trước nhất là chúng ta nói đến cái tham trong ngũ dục. Cái tham trong ngũ dục, cái tham trong ngũ dục tức là sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, xúc lạc. Thì khi mà tham đó thì trước nhất á, là chúng ta phải quán rằng á, là làm sao để cho cái tham dục, tham trong ngũ dục á, nó được giảm đi, được bớt đi. Mặc dù là sắc thinh hương vị xúc là cái tất nhiên, khi mắt tiếp xúc cảnh sắc, tai nghe âm thanh, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm cảnh vị, xúc chạm và ý mình suy nghĩ, tâm mình suy nghĩ, thì ở đây đó là mình phải quán về cái tính chất của bất tịnh của thể chất. Chúng ta thấy rằng cái gì cũng vậy, nó cũng sinh lên từ đâu? Nó sinh lên từ ở trong tâm tâm của mình. Cho nên là mình thấy rằng cái phiền não ở trong lòng của mình á, mình thấy rằng á, là dù thân hay tâm đi nữa thì cái thân của mình là bất tịnh rồi. Bởi vì nó được kết hợp bởi cái điều kiện vật chất, nó là đất, nước, lửa, gió, nó là những cái chất phụ thuộc, cái sắc phụ thuộc khác để tạo nên cái cơ thể này. Cơ thể này như trong kinh mô tả là có 32 thể trược đó: tóc, lông, móng, răng, ruột già, hoành, cao, tim, gan, phèo, phổi, máu, mủ, vân vân. Thì mình nhìn lại đó là trong cơ thể này dù là nam hay nữ, dù là già hay trẻ, thì chúng ta phải nhìn với cái bản chất thật nó, đó là bất tịnh. Cái bất tịnh mà để mà mình nhìn á, thì sự thật ra mình thấy rằng cái lớp da nó được bao bọc bởi, cơ thể chúng ta được bao bọc bởi lớp da. Nó được bao bọc bởi lớp da. Cho nên là chúng ta không thấy cái gì mà bất tịnh. Nhưng mà rõ ràng là chúng ta thử không có tắm, không có vệ sinh thì nó cũng là bất tịnh. Được, khi mà chúng ta mổ xẻ cái cơ thể này ra thì chúng ta hai cái lớp da thì sẽ là tới cái lớp mỡ. Hết cái lớp mỡ thì bắt đầu tới cái lớp thịt. Ở lớp thịt thì sẽ tới xương, tới tủy, thì chúng ta nhìn lại gân xương tủy đó, nó một cái lớp nó trộn lộn với nhau và nó qua từng lớp như vậy, thì chúng ta sẽ thấy rằng chưa có kể là quán bất tịnh là khi mà mình nhìn vào cái cơ thể của mình là như vậy. Rồi mình nhìn vào cái cơ thể mà cũng một cái xác chết lần lượt như vậy thì chúng ta sẽ thấy được nó bất tịnh như thế nào. Và trong kinh Pháp Cú á, thì Đức Phật dạy rằng á, là dối gian chất chứa chán trường, nào già nào chết náo nương chốn này. Có nghĩa là chúng ta thân này thì chúng ta sẽ chịu bệnh, chịu già, chịu chết thôi. Chịu chết. Thì khi mà một người quán bất tịnh á, để thấy rằng á, không có một cái gì mà để cho chúng ta tham động về thể chất. Rồi chúng ta nghĩ là nữa nè, là khi chúng ta quán về vô thường khổ, vô thường khổ, sự thật ra là cái tuổi của chúng ta đó là từ ở tuổi ấu niên sang tới tuổi trung niên và bước sang cái tuổi lão niên. Chúng ta thấy rằng nó qua những cái giai đoạn, tuy là mấy mươi năm mình nói là dài cũng nhưng mà mình nói ngắn nó cũng đúng. Là vì sao? Dài là vì mình nói rằng là tôi sống 60 tuổi thì 60 năm, mình xét lại đó thì cũng không là bao, giỏi lắm là 365 ngày đó, có 12 tháng, một tháng có 4 tuần, rồi cứ quay quần thì chúng ta thấy rằng thời gian trôi qua mau lắm. Và chúng ta đang già, đang chết trong từng khoảnh khắc. Nói trong kinh thì gọi là từng sát na một. Chúng ta phải thấy nó biến dị thay đổi đó. Tâm lý của chúng ta thay đổi, thể chất của chúng ta thay đổi, hoàn cảnh sống của chúng ta cũng đang thay đổi. Và chính cái thay đổi đó là định lý của vô thường. Nó không có cái gì trường còn, nó không có cái gì bền bỉ, nó không có cái gì bền bỉ, và không có cái gì chắc chắn. Không có cái gì chắc chắn. Khi mà mình quán về vô thường đó, để mình thấy rằng là rõ ràng là dù chúng ta có yêu thương nó,
hay là chúng ta có ghét nó về thể chất này hay tâm lý này, thì chúng ta đang có mà. Cái việc đó nó không cần phải quan trọng. Mà cái mầm móng mà để sinh ra cái đau khổ này, mầm móng sinh ra đau khổ, mầm móng sinh ra đau khổ này đó chính là tham ái và vô minh. Do có cái tham ái cho nên là người ta sẽ khổ, do có cái vô minh cho nên là người ta không biết đâu là đúng, đâu là sai, đâu là như chân như thật và đâu là quyển hoặc, đâu là hư ngụy, người ta không biết được. Do cái vô minh là như vậy, vô minh như vậy. Vì vậy cái nguồn gốc của đau khổ đó thì là do ái tham mà ra. Chúng ta quán về vô thường, quán về sự khổ, quán về bất tịnh. Sự khổ này á, có thân này là khổ rồi. Nhiều khi á, chúng mừng cho cái đời sống sinh nhật của mình, mừng thật là mừng. Nói trong một cái nghĩa thế gian á, thì có lẽ là chúng ta đang mừng vì chúng ta được sanh ra đời, là chúng ta là may mắn, là mừng. Nhưng mà rõ ràng là sự hiện khởi này đó, nó cũng chưa chấm dứt. Sự hiện khởi này cũng chưa chấm dứt, và chúng ta vẫn tiếp diễn, tiếp tục từ đời này sang tới đời khác. Vì vậy cho nên là quán về vô thường là một trong những cái cách mà chúng cần kiếp với cái thời gian, tranh thủ với cái thời gian, tu tập những cái thiện pháp, tạo trưởng những cái công đức để làm cái hành trang giúp cho mình sớm được giải thoát. Đó là cái cách mà mình sợ đến cái ái tham. Quán về bất tịnh để chúng ta thấy rằng cả thể chất này, cả cái thể chất này đó, nó đều là bất tịnh, để chúng ta nhàm chán ly tham. Đó cũng là một cái cách để chúng ta quán tu tập. Bây giờ nói đến cái sân hận á, thì rõ ràng là mặt trái của lòng tham của mình. Một khi mà mình cái gì không hài lòng đối với mình thì mình tự động mình bực bội, mình khó chịu. Đã có những cái việc hận, bực bội, sân hận là do người khác làm cho mình. Nhưng mà có những cái sân hận là tự bản thân của mình, tự lòng của mình, nội lòng của mình nghĩ đến những điều đó thì mình lại sân hận thôi. Cho nên sân hận nó cũng như là mặt trái của lòng tham cơ. Khi mà mình ưa thích cái gì quá mà cái đó nó không đáp ứng như mình được á, hoặc là không đến với mình được á, thì tự động là mình khó chịu, bực bội. Cho nên trong kinh mô tả là sanh là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, già là khổ, cầu muốn không được là khổ, thương yêu xa lìa là khổ, mà ghét mà gặp mặt nhau cũng là khổ. Cho nên hả, có khi hiện khởi trên cuộc đời này thì muôn vàn cái khổ. Mình quán cái sự khổ cũng là vậy, quán sự khổ là vậy. Hả, có thân thì mình phải chịu ra những cái đời sống sanh tử, rồi chưa có kể là bao nhiêu cái việc nó sẽ xảy ra ở trong cái đời sống của mình. Hiện sinh của một kiếp người, hiện sinh của một kiếp người cũng là một chặng đường của trong một đoạn đường dài sinh tử luân hồi không ngừng nghỉ đó, không ngừng nghỉ đó. Cho nên khi mà mình quán về vô thường, quán về khổ, quán về bất tịnh là một trong những cái cách mà để mà mình đoạn được cái lòng tham của mình. Và mình quán về sự sân hận ở đây đó là mình nghĩ chúng sinh đó, đều có những cái gì, cái nghiệp riêng đó. Và mỗi người mỗi tánh ý mà, và chính cái nghiệp riêng đó tạo cho họ một cái tánh ý khác nhau, và có những cái hành vi khác nhau, có hành vi khác nhau. Cho nên là mình không có thể bắt họ giống mình, mà mình cũng không thể nói rằng mình có thể giống họ, vân vân. Cho nên ở đây đó là cái sự sân hận đó, là khi mà mình thấy cái gì nó trái ý nghịch lòng thì tự động khó chịu. Những cái hoàn cảnh sống xung quanh đó, cũng dễ làm cho mình bị sân hận. Nhưng mà sân hận là một trong những cái phiền não mà chúng ta cần phải bỏ, cần phải bỏ. Vì vậy cho nên là mình phải suy nghĩ rằng khéo kỹ tác ý. Ở đây là mỗi chúng sanh đều có cái nghiệp riêng, mỗi nghiệp riêng. Do vậy mình cũng không thể nào mà đã cưới cuối cùng rồi mình không thể nào chuyển đổi được họ nữa. Thì họ đi theo cái nghiệp của họ,
và mình đi theo cái nghiệp của mình. Cho nên là chúng ta cũng không thể nói rằng là buộc họ phải đi theo mình, suy nghĩ theo mình, làm theo mình hay là tất cả các thứ, mỗi chúng sanh nghiệp đi. Hơn nữa đó là chúng ta xét lại cái lòng sân hận của mình đó, nó có tốt chăng, nó có lợi gì cho mình chăng, hay hoặc là chính bản thân của mình đó, mình sân hận, mình bực bội thì đó là cái nỗi lòng, cái sự cái vết hằn ở trong lòng của mình làm cho mình không thể định tĩnh được, làm cho tự nội tâm của mình đó, nó xáo trộn. Và khi mà mình nhớ đến cái người nào, nhớ đến một cái vật gì, cái việc gì đó, thì tự động tâm của mình nó bồn chồn khó chịu, từ đó mới sinh ra cái sự não hại ở trong cuộc đời. Sự sân hận là vậy. Cho nên là mình nghĩ rằng, một là chúng sanh có cái, mỗi người có nghiệp riêng. Thứ hai là mình nên luôn luôn nghĩ đến cái khởi cái tâm từ của mình đến với những cái người đó, những chúng sinh. Cho nên cái việc mà quán tâm từ hay là tu tập về tâm từ là mình phải thấy cái điểm tốt của người khác, và chúng sanh đều có cái nghiệp riêng, để rồi mình trải cái lòng của mình có cái sự mát mẻ đối với những chúng sinh khác, thì mình mới có thể diệt trừ được cái sự sân hận ở trong lòng. Và hơn nữa, khi mà mình nghĩ rằng khi mà mình sân hận á, thì mình cái hành vi nó dẫn đến cái tàn hại, như trong kinh đã nói là dẫn đến cái não hại, dẫn đến cái tàn hại đó, tức là từ ở cái suy nghĩ đó là nội lòng của mình phiền não nó sanh lên. Rồi nếu như mà mình có những cái hành vi từ thân khẩu ý bất thiện đó, thì mình sẽ lãnh lấy quả báo xấu, quả báo khổ ở trong tương lai. Cho nên là khi chúng ta diệt trừ cái sân hận là như vậy. Còn cái não hại cũng vậy đó. Cái não hại là mình nghĩ cách để mưu mô, nghĩ cách này cách kia để làm tổn hại những chúng sinh khác, dù là con vật hay là người hay là bất cứ những chúng sinh nào, khi khởi cái ý làm tổn hại những chúng sinh khác. Trong kinh nói rằng là mình á, là mình vui theo cái việc thiện của người khác làm, thì mình cũng đã có cái pháp tùy hỷ, mình cũng có phước rồi. Nhưng mà mình vui theo cái việc ác của người khác làm thì mình cũng bị ảnh hưởng, bị cái nghiệp xấu, bị ảnh hưởng cái nghiệp xấu. Do vậy đó thì mình phải có một cái cách là nghĩ rằng không có làm não hại, tổn hại bất cứ chúng sinh nào. Dù là mình làm cái chuyện gì mà có lợi cho mình mà làm tổn hại những chúng sinh khác cũng không nên làm. Và có lợi cho chúng mà làm tổn hại cho đời sống tu tập phạm hạnh của mình thì cũng chẳng nên làm, chẳng nên làm. Mà chúng ta làm điều gì đó thì phải nói là có lợi cả cho người khác và cho mình, thì nên làm những điều đó. Vì vậy tránh đi cái não hại, tránh đi cái dục tham, tránh đi cái sân hận. Và những cái pháp này đó, những cái pháp bất thiện này là chúng ta cần phải loại bỏ trong từng ngày, từng giờ, từng khắc. Và có loại bỏ như vậy thì hy vọng rằng một lúc nào đó chúng ta mới có thật sự là loại bỏ một cách, loại bỏ cách tiện lợi. Vì vậy cho nên Phật dạy rằng có những lậu hoặc á, thì cần phải do cái gì? Có những lậu hoặc cần phải do diệt trừ, đoạn trừ. Bởi vì phiền não đó là những cái gì ở trong nội lòng tâm của mình đã sanh khởi. Và đặc biệt là tham, sân. Mà tham sanh thì cũng có si đi cùng. Sân sanh thì cũng có si đi cùng. Bởi vì tâm si nó sẽ sở hữu si, nó sẽ dàn trải, nó sẽ có mặt ở trong tất cả các cái tâm bất thiện. Trong tất cả các cái tâm bất thiện. Khi mà nghĩ đến não hại, hay là nghĩ đến sự sân hận, hay là nghĩ đến dục tham á, thì phiền não tùng theo đó mà sanh khởi. Mà phiền là căn gốc để đưa đến cái khổ cho đời sống hiện tại này, và tạo nên cái đời sống luân hồi. Những cái chất liệu tạo nên cái đời sống luân hồi này mà chúng ta khổ. Vì vậy Đức Phật ngài nói là cần có những lậu hoặc cần phải diệt trừ, đoạn trừ. Chúng ta cần phải bỏ ngay.
Giống như ngài Xá Lợi Phất ngài dạy rằng vô minh và tham ái là hai pháp cần phải đoạn trừ là vậy. Cả vô minh thì sân sanh thì cũng đã có si ở trong rồi. Tham sân thì cũng tham sanh thì cũng đã có si ở trong rồi. Cho nên vô minh và tham ái mình nói ở đây tức là hai cái pháp bất thiện này đó, cái căn cội rễ của phiền não khổ nó sẽ sanh khởi lên. Vì vậy cần phải loại bỏ nó, diệt trừ nó bằng cách là chúng ta quán về vô thường, quán về bất tịnh, quán về sự khổ của luân hồi, bằng cách là chúng ta tu tập về tâm từ mát mẻ với chúng sinh khác, thấy cái những sinh khác đều có cái nghiệp riêng, để rồi chúng ta không có chấp giữ, không có làm tổn hại những chúng sinh khác. Đó là cái cách mà chúng ta không tạo ra cái bất thiện từ thân khẩu. Bây giờ chúng ta sẽ nói đến cái lậu hoặc cuối cùng, đó là lậu hoặc thứ bảy. Có những lậu hoặc cần phải do tu tập đoạn trừ. Ở đây đó là chúng ta cần phải tu. Chỉ có tu mới có thể là diệt trừ được những cái lậu hoặc đó. Mà tu là gì? Tu là một cái cách sửa. Nói trong cái nôm na là chúng ta sửa. Hay là tu có nghĩa là chúng ta phát triển cái thiện pháp ở trong lòng của mình, trong tâm của mình, thì đó là tu. Như vậy thì ở đây đó là khi mà nó có những lậu hoặc cần phải do tu tập đoạn trừ đó, thì cái này đó là cần phải chúng ta có cái sự trau dồi. Có trau dồi. Nếu chúng ta không trau dồi, không có chuyên chú trau dồi, thì chúng ta không thể nào mà làm cho nó sanh khởi được. Thứ nhất là ta cần phải có cái cần giác chi, tức là cái sự siêng năng. Nếu chúng ta không có sự siêng năng thì không được. Cái người tu tập thiện pháp nào cũng vậy, chúng ta phải cần phải có cái sự siêng năng. Siêng năng là một cái yếu tố đưa chúng ta đến thành tựu, thành công. Cái người tu cũng vậy, cần phải có cái sự siêng năng. Nếu mà mình không có sự siêng năng học Phật pháp, không có sự siêng năng để ngồi thiền, không có sự siêng năng để tạo những cái công đức phục vụ, không có cái sự siêng năng để nghe pháp, không có sự siêng năng để suy gẫm lời Phật dạy, Phật pháp, thì khó bao giờ chúng ta có được những cái sự tiến bộ ở trong cái đời sống tu tập của mình. Như vậy yếu tố siêng năng đây đó là gì? Trước nhất đó là mình nhìn lại cái nội tâm của mình, coi cái phiền não nó có, nó chưa, nó cái nguyên nhân nào nó sanh khởi, do mắt thấy, tai nghe, là tâm suy nghĩ, vân vân, cái gì từ đâu nó sinh khởi ra, thì chúng ta phải biết chặn nó đi, đừng cho nó sanh khởi. Cái thứ hai nữa đó là khi mà ở trong nội lòng mình đã có tham sân si gì rồi đó, thì tìm cách để loại bỏ nó đi. Đó là một trong những cái cách tinh tấn của mình, siêng năng của mình. Chứ mình không loại bỏ thì làm sao? Không loại bỏ thì làm sao có được cái sự thành tựu được ở trong đời sống tu tập của mình. Rồi bây giờ là chúng ta phải nhìn lại, coi ở trong nội tâm của mình, nội lòng của mình, thiện pháp nào có hay chưa có. Hả, có rồi mình nên làm gìn giữ nó, hoặc là nó chưa có thì làm sao để cho nó có, làm sao để nó có mới quan trọng. Niềm tin, xem coi cái niềm tin bây giờ chúng ta tin về nhân quả, tin về nghiệp báo luân hồi, tin về ân đức của Tam Bảo, tin về pháp mà mình hành coi có vững chưa. Chưa vững thì mình củng cố bằng cái cách nào để cho vững, để cho vững cái niềm tin mình phải vững. Rồi đời sống của mình, mình có cái sự trí, cái sự có một cái chánh niệm ở trong đời sống, tức là mình làm gì làm cũng không quên theo dõi cái nội tâm của mình. Khi mà mình theo dõi cái nội tâm của mình thì đó là một pháp cần nhất
theo với cái mình có cái đời sống chánh niệm, sống chánh niệm đó là cần nhất chứ. Mình có sự siêng năng là vậy. Rồi quý vị thấy rằng là mình phải tập mình có cái đời sống chánh niệm, tập mình có cái đời sống chánh niệm, làm gì làm thì mình cũng luôn luôn có một cái sự ghi nhận, biết rõ được cái nội lòng của mình. Nội thí dụ như bây giờ nói mà tụng kinh bái sám, nói đơn thuần là mình lễ bái tam bảo đi, mình không có chuyên chú vô, mình học chú niệm thì mình sẽ bên trước bên sau á, hoặc là nó lộn sau lộn trước lộn sau đó, chúng ta không có thể nào mà định tĩnh được. Rồi cái thứ hai nữa đó là, hoặc là mình ngồi thiền cũng vậy, Phật dạy mình á, nhờ cái chánh niệm và tỉnh giác á, thì mình phải có cái sự ghi nhận biết rõ được, ghi nhận biết rõ được ở trong nội lòng của mình, tâm của mình, biết rõ được những cái sự cảm thọ, biết rõ được những cái sự oai nghi, tiểu oai nghi, đại oai nghi, hoặc là hơi thở, chớp mắt, tất cả những cái đó chúng ta đều phải ghi nhận. Ghi nhận này không phải là gì, ghi nhận bằng cái chánh niệm và tỉnh giác á, thì mình mới có thể có cái trí tuệ được, có trí tuệ. Mới đến một lúc nào đó mới có thể là có một cái trí tuệ phân biệt được danh và sắc, mới có được cái trí tuệ đoạn trừ được ngã chấp, ái tham, ngã chấp đối với tự thân của chính mình. Tự thân tức là ngũ quẩn, sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn và tức quẩn. Mình phải tập cho mình được cái niệm, niệm ở đây là niệm vững chắc, tức là niệm thân, niệm thọ, niệm niệm pháp. Ở đây đó là cái niệm, lấy pháp niệm làm chủ đạo để cho cái đời sống tu tập của mình. Làm sao cho cái chánh niệm trong đời sống của mình được giữ vững, tăng trưởng lên thêm. Và cái pháp thứ ba nữa là mình nói đến cái gì? Nói đến cái tập cái tâm của mình có được sự hỷ lạc. Tập cái tâm của mình có được cái sự hỷ lạc. Cái sự hỷ lạc ở đây không phải là mình miễn cưỡng để tự có hỷ lạc, mà quý vị thấy rằng là nhiều khi ở trong nội lòng của mình, mình tự nhiên cái nỗi buồn tự nhiên nó vu vơ ở đâu nó sinh ra. Không phải là giống như là tôi nói tôi buồn không biết vì sao tôi buồn, có nghĩa là tự ở trong nội lòng của mình, chứ không cần phải ai phải nói gì mình, làm gì mình mới buồn đâu. Sự thật ra là ở đây đó, quý vị thấy rằng là để mà cái tâm có được cái sự hỷ lạc á, nó rất là quan trọng, nó rất là quan trọng. Bởi vì trong tâm của mình nó luôn luôn sẵn chờ cho một cái trạng thái ở nội lòng á, là cảm thấy hụt hẫng, cảm thấy hối hận, cảm thấy nuối tiếc một điều gì đó. Ngay cả những điều gì mà mình thấy rằng nó rất là đơn giản thôi, nhưng mà đến một lúc nào đó nó sanh khởi lên thì tự động nó sanh khởi. Tự động sanh khởi. Cả những chuyện, ví dụ như mình thấy rằng nhiều khi là những cái chuyện nó không đâu vào đâu, nhưng mà mình đến lúc mà mình ngồi định tĩnh, mình tu tập thì mình thấy tại sao mình không làm chuyện này, nhưng mà khi mà mình bỏ ra thì cái chuyện này nó không là phải là cái gì hết. Chuyện nó rất là nhỏ, thậm chí không quan tâm tới nó cũng được. Nhưng mà khi mà cái giặc lòng của mình nó trỗi dậy thì mình không có nhận ra những điều đó. Và nên cho nên là ở trong nội tâm của mình nó luôn luôn sẵn sàng cho một cái trạng thái hụt hẫng, luôn luôn sẵn sàng cho một cái trạng thái trạng thái trạo hối nó sanh khởi lên. Vì vậy cho nên là mình khó cái định tĩnh được. Mà người mà không định tĩnh được thì làm sao có được cái sự hỷ lạc được. Mà mình phải tập cái tâm của mình, khi mà mình thiền tập trong đời sống hàng ngày, hoặc là mình nhớ đến những thiện sự của mình trong cái việc trì giới, trong cái việc bố thí cúng dường, trong cái việc mà mình ngồi thiền mình nhớ những cái thiện sự đó, thì tạo cái niềm hỷ lạc ở trong nội lòng của mình, nội lòng của mình, tức là cảm thấy nó hân hoan. Hân hoan khi mà nội lòng của mình không có những trạng thái hụt hẫng đó. Và đặc biệt là cái người mà có được cái hỷ lạc ở đây đó là không phải miễn cưỡng,
mà tự động là trong lòng của họ cảm thấy hoan hỷ, hỷ lạc ở trong cái sự tu tập của mình, cho nên nó tạo thành cái sự no vui á, no vui. Lắm lúc là người ta có định tĩnh rồi đó, người ta cũng có thể là no vui được, người ta không cần ăn những cái thức ăn này mà họ vẫn thấy no, ví dụ vậy. Chúng ta thấy rằng như Đức Phật ngài dạy ở trong kinh đó, có cái tứ thực sabbata aharatitika đó, aharatitika có nghĩa là chúng sanh duy tồn do vật thực, Đức Phật ngài dạy vậy. Thì chúng ta tồn tại không chỉ có xúc đoàn thực không, tức là cơm canh bánh trái thức ăn thức uống, ngay cả những cái chất mà dưỡng tố nó rất tinh tế di tế nó nạp vào trong cơ thể để nuôi cơ thể chúng ta là đoàn thực. Nhưng mà còn những cái còn lại đó là xúc thực, thức thực và tư niệm thực ấy, thì cái này nó liên quan đến cái tâm lý của mình rất là nhiều, liên quan đến cái đời sống sinh tử của mình, nghiệp của mình đã tạo ra, liên quan đến những cái gì mà chúng ta cảm giác. Giống như là mình thấy một cái cảnh gì đó nó vui đó, nó vui đó, thì tự động mình cảm thấy nó vui và mình cũng không thấy là mình mệt mỏi hay là không thấy mình đói bụng, vân vân. Thì lúc bấy giờ nó là xúc thực hay là nó là thức thực, qua cái mắt nhìn, mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân chút chạm, ý suy nghĩ, đó là thức thực của mình. Còn đoàn thực tức là những cái cơm canh bánh trái, cả những vật thô lẫn vật tế. Xúc thực tức là căn mà tiếp xúc với cảnh cảnh, nó cũng tạo lên cái niềm vui, mà bấy giờ đó họ trở thành những sự no vui. Sự hỷ lạc cũng vậy, ở trong nội lòng của mình phải có cái sự vui ở trong lòng. Trong cái việc nhìn ở bên ngoài thì người ta nhìn mình như là một cái người có lẽ là mình không có vui được, không có vui được. Nhưng mà rõ ràng cái người mà có sự định tĩnh như vậy, người mà có cái sự chuyên tâm như vậy đó, thì họ cũng có một cái nỗi vui, cái niềm vui. Cái niềm vui này đó là một niềm vui rất là lớn, bởi vì niềm vui từ ở nội lòng của mình, chứ không phải là cái niềm vui từ ở bên ngoài. Chúng ta có được cái niềm vui bên ngoài là chẳng qua là những cảm thọ thôi. Những cảm thọ. Cảm thọ là sao? Cảm thọ là do căn cảnh tiếp xúc với nhau tạo ra cái cảm thọ. Xúc thì sẽ duyên cho thọ. Mà cái những cái cảm thọ đó giống như là mình giờ nè, mình ăn no, mình đói, mình ăn vô thì mình cảm thấy no. Và khi no đó, đó thì mình cảm thấy nó là hạnh phúc. Thấy không? Rồi bây giờ là no quá thì mình cảm thấy mỏi mệt, do nó tức cái bụng của mình, quá no, cho nên nó tức cái bụng của mình. Thì lúc bấy giờ là mình trở thành cảm thấy mệt mỏi. Rồi bây giờ chúng ta ngủ hoài thì chúng ta cảm thấy nó mệt mỏi. Rồi chúng ta làm việc hoài thì chúng ta thức hoài, chúng ta không ngủ thì cũng thấy mệt mỏi. Thì chẳng qua là cái hạnh phúc của mình đó, là hạnh phúc thay đổi bởi những trạng thái khác nhau, những cảm xúc khác nhau, thì chúng ta cảm thấy hạnh phúc. Ví dụ đói ăn cho no, thiếu ngủ thì được ngủ là hạnh phúc, đói thì ăn cho no là hạnh phúc, nhưng mà no quá thì mệt mỏi nó không phải là hạnh phúc, ví dụ vậy. Thì chúng ta sống bằng những cái sự dài mượn, hạnh phúc có được là sự dài mượn. Còn cái hỷ lạc này đó là ở trong nội lòng của mình tự động có những điều đó, mà để có những điều đó thì thật sự là cái nội tâm mình hết sức là định tĩnh, mình mới có được cái sự hỷ lạc đó. Bây giờ nói đến cái sự cái pháp thứ tư ở đây là nói đến cái thân và tâm của mình nó khinh an, là cảm thấy nó nhẹ nhàng, nhẹ nhõm, nó không có nặng. Và mình như quý vị biết rằng á, nếu mà mình cái tâm mình ngồi thiền cũng vậy đó, mình ngồi thiền mà cái tâm mình có định tĩnh, và đặc biệt là mình đạt được một cái sự định tĩnh nhất định nào đó, thì thật sự là mình cảm thấy thân của mình nó không có mệt mỏi, thân lưng của mình nó không có đau, không có mệt, chân của mình nó không có tê, không có mỏi, vân vân. Đó là một cái trạng kinh an của nội lòng, nội tâm của mình. Và lúc bấy giờ đó là cái những cái trạng thái thuộc liên quan đến tâm đó, do cái sức mạnh của nội tâm nó lớn mạnh, cho nên cái thân của mình nó cảm thấy là cái sự nhẹ nhõm, nhẹ nhõm. Và
cảm thấy phần của mình, tâm của mình á, nó thật sự là có được cái sự an lạc, không có gì bằng. An lạc không có gì bằng, mà cảm thấy như là cái sự nhẹ nhõm, không có một cái sự ràng buộc. Giống như chúng ta có ví dụ là giống như là một cái người mà gánh một cái nặng vậy đó. Tự nhiên là chúng ta bỏ cái gánh xuống thì chúng ta cảm thấy nó rất là thanh thản, rất là nhẹ nhàng. Giống như mấy cái người mà tập võ đó, sở dĩ mà họ nhảy được một cái cao á, chúng tôi có nghe người ta nói là người ta đào một cái hố, ban đầu nó chỉ 5 tấc thôi, người ta tập nhảy lên, rồi họ leo xuống, rồi nhảy lên rồi leo xuống vậy đó, tập ban đầu vậy. Sau đó thì họ sẽ cột được một cái bao cát nhỏ, ít đất thôi, rồi người ta mới là cột. Khi mà người ta nhảy thì người ta phải kéo thêm một cái bao cát đó lên nữa, và họ tập dần như vậy đó. Thì thí dụ như họ đào 5 tấc, họ đứng dưới đó, rồi họ ban đầu là nhảy không, sau đó họ cột bao cát chừng 5-7 ký đất gì đó đi theo, họ tập nhảy làm sao mà vượt lên trên bờ được. Rồi lần lượt họ tăng cái mức độ cát đất nó lên thêm, họ kéo lên được nữa, rồi bắt đầu họ đào cái hố đó sâu thêm chút nữa, 7-8 tấc thước gì đó, lần lượt tập vậy. Đến một lúc nào đó thì quý vị thấy rằng họ bỏ ra đó, thì bắt đầu là bỏ cái bao cát ra, thì một cái là họ nhảy dọc lên trên liền. Thì ý chúng tôi muốn nói ở đây đó, cái sự khinh an của nội lòng của mình cũng vậy. Một khi mà nó không có, nó hết sức là thanh tịnh, nó không có một cái sự ràng buộc nào, thì ở trong nội lòng của mình nó thật sự là có sự an ổn, nhẹ nhàng là như vậy. Và cái thứ năm nữa đó là nói đến cái gì? Cái pháp mà chúng ta cần phải tu tập đó là làm cho định của mình nó sanh khởi. Định của mình nó sanh khởi, tức là cái nội tâm của mình nó có được cái sự định trú được. Tâm mình luôn luôn trú vào cái đề mục, cả cái đề mục của hơi thở, mục của đất nước lửa gió, đề mục của cái gì mà chúng ta đang gắn cái tâm của mình vào cái đề mục đó, thì tâm mới định tĩnh. Định là gì? Định là sự tập trú cái tâm của mình vào trong một cái đề mục mà mình đang gắn cái tâm của mình vào trong đó. Bởi vì nếu mà không có định thì là tán loạn, phóng dật, chao đảo, chao đảo ở nội tâm. Nhưng mà một khi đã có định rồi thì cái sự định này đó, nó cũng từng theo cái cấp độ, nó tùy theo cái mức độ. Ban đầu thì nó chuẩn bị để cho định, rồi cuối cùng nó đạt được định một cách kiên cố. Thì cái định này đó là do cái sự quân tập của mình, do cái sự quân tập của mình. Ở trong kinh thì nói rằng là thiền định hay là thiền nghiệp thế là một trong những cái cách để mình giữ tâm bằng, dựa trên cái giữ tâm bằng trên cái đề mục đó. Đề mục nào đi nữa, đất nước lửa gió hư không, rồi ánh sáng xanh đỏ vàng trắng gì đó, mình cái đề mục để mà mình trụ tâm vào trong đó, không để cái tâm của mình nó tán loạn ở cảnh này cảnh kia, nó nhiều thứ. Thì đó là một trong những cái cách mà làm cho cái nội lòng của mình nó được định tĩnh. Định ban đầu á, thì là định của nó trạng thái đi đến gần đến cái định vững chắc, đó là cận định. Đó là một cái trạng thái định mà nó chưa được vững. Giống như một đứa trẻ mà mới tập đi thì nó sẽ chập chởn bước, bôi ba bước thì nó sẽ té đi. Còn cái định kiên cố á, là từ ở cái giai đoạn mà một người mà cận định thì đạt đến cái kiên cố định, tức là đạt được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền gì đó, thì cái định này đó phải nói là định tương đối là vững, tương đối là, giống như là một cái người lớn mà chúng ta biết đi ở trên những cái bước đi của mình, nó vẫn không dễ gì té, khó té lắm, khó đạt được, chứ không phải như những đứa trẻ. Thì cái định này á, là một trong những cái làm cho cái nội tâm được lớn mạnh,
Và chúng ta thấy rằng là một cái pháp nữa đó, cái thứ sáu, tức là nói đến cái xả giác chi. Xả giác chi tức là ở một lúc thì cái nội lòng của mình á, nội tâm của mình á, nó không có những cái sự dính mắc nữa. Dù là cái chuyện đó nó ra sao đi nữa, nó không thiên về về dục tham, nó không thiên về sân hận, và nó không câu chấp bất cứ một cái gì. Nếu mà còn câu chấp thì có nghĩa là còn dính mắc, còn cái này nó không có câu chấp ở trong nội lòng. Và cái pháp thứ bảy á, là một trong những cái gọi là trạch pháp, tức là trí tuệ. Trạch pháp tức là chỉ cho cái trí tuệ. Trí tuệ thấy được cái sự sanh diệt của năm uẩn, thấy được cái trí gọi là như chân như thật, thấy được cái định lý của vô thường khổ vô ngã liên quan đến năm uẩn của mình. Mà cái điều đó nó có được đó là nhờ cái đời sống mình có chánh niệm, đời sống mình có sự chuyên cần, đời sống mình có được những sự hỷ lạc khinh an ở trong đó, và tâm của mình nó không câu chấp gì hết, thì cái trí tuệ đến một mức độ nào đó mới cắt đứt, mới phá vỡ được những cái phiền não ái tham câu chấp, ái tham câu chấp. Đó là một trong những cái pháp mà Đức Phật ngài dạy ở đây, đó là những cái pháp cần phải do cái tu tập này, mà tu tập này thì mới có thể đoạn trừ được những cái phiền não lậu hoặc. Lậu hoặc là dục lậu, hữu lậu, kiến lậu và vô minh lậu, đó là cái pháp ngâm tẩm nhận chìm và tạo cho chúng sanh đời sống luân hồi sanh tử. Và như vậy thì chúng tôi giảng về ba cái pháp. Thứ nhất là có những lậu hoặc cần phải do tránh né đoạn trừ. Thứ hai là có những lậu hoặc cần phải do diệt trừ đoạn trừ. Cái thứ ba là có những lậu hoặc là cần phải do tu tập đoạn trừ. Thì cái những lậu hoặc mà cần phải do tránh né đó là tránh né những thú dữ, tránh người bạn ác, bạn xấu, tránh né cái nơi mà mình không đáng đến, không nên đến. Tránh né những cái hoàn cảnh sống mà thể làm cho cái nội tâm của mình nó không được yên ổn, định tĩnh, không được tu tập thiện pháp ở trong lòng của mình, nó không có được tăng trưởng nữa, thì chúng ta cần phải tránh né. Cái pháp thứ hai mà gọi là ở đây đó là thứ thứ sáu, đó là gọi là pháp cần phải cho diệt trừ đoạn trừ. Thì phiền não căn bản của chúng ta là tham ái, tức là dục, hận và hại. Và gì, chúng ta cần phải loại bỏ những điều đó. Mà cần loại bỏ những điều đó, chúng ta quán về vô thường. Hả? Tham thì chúng ta phải quán về vô thường, quán về khổ, quán về bất tịnh. Còn hả sân hận á, thì chúng ta hãy có tâm từ mát mẻ với chúng sinh, nghĩ chúng sinh có điều có cái nghiệp riêng. Và cái nguy hại nhất là khi mà mình sân hận thì cái quả báo xấu dẫn đến khổ đến cho mình. Khi nói đến tu tập về hại thì chúng ta không nỡ làm tổn hại bất cứ một sinh linh nào, dù là sinh linh đã nhỏ hay là lớn, xa hay là gần, không làm tổn hại. Như vậy. Và cái pháp thứ bảy là có những pháp cần phải do tu tập, tức là chúng ta tu tập về bảy cái pháp gọi là thất giác chi này: cần giác chi, niệm giác chi, hỷ giác chi, kinh an giác chi, định giác chi, xả giác chi và trạch pháp giác chi. Chúng ta cần phải trau dồi như vậy. Thì giờ cũng đã rồi, chúng tôi xin được chia sẻ bấy nhiêu lời liên quan đến ba cái chi pháp sau cùng, tức là ba cái hoặc cần phải do tránh né, cần phải do diệt trừ, cần phải do tu tập mà có. Chúng tôi xin dứt lời ở đây. Tiếp theo lời của Thượng tọa Tuệ Quyền. Trước khi dứt lời thì chúng tôi kính chúc chư tôn đức thân tâm an lạc. Chúc quý cô tu nữ, quý Phật tử luôn được sự an vui tiến hóa. Bây giờ thì
Kính đảnh lễ tạm biệt quý ngài, chào tạm biệt quý vị. Mời vị MC có trách nhiệm hôm nay lên tri ân chư tôn đức mở kinh hồi hướng. Còn những câu hỏi đó đó thì ngày mai đó thì tiếp tục cho một cái phần tiếp về mấy cái câu hỏi mà sẽ đặt ra để trả lời về bài học hôm nay. Chúng tôi xin được dứt lời. Sa thú lành thay. Dạ. Chúng con tân. Dạ. Con từ mẫn xin thay mặt đại chúng, chúng con thành kính tri ân quý chư tôn đức đã mở lòng biên mẫn giảng dạy Phật pháp con tiến bước trên trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hương hồi. Cảm ơn thính tòa, cảm ơn quý chủ nhiệm viên đại trong lớp được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con chư tôn đức thân sự viên thành kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc khác tường trong chánh pháp nhiệm màu của đức từ phổ nên thể kết thúc chương đa nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm kết niên bạc thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các đồng thừa tư tồn cầu dạy con. Nam mô tha giả.
Kính thưa đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây là kết thúc. Ban điều hành room Phật Pháp Uttathamma xin phép được đóng room trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả. Hẹn gặp lại vị ngày mai trong giờ thường lệ. Nam mô Bụt Thầy.